Trong tập trước, sau những phần thử thách đầy cam go và cuộc cạnh tranh giành thí sinh được đẩy lên cao trào từ các huấn luyện viên. Đội chị chưa có cái màu của em. Em à, nên là nghe con tim. Nói chung là Tiên có đủ điều kiện và khả năng để có thể đưa bạn đến chiến thắng. Chị hy sinh luôn, chị giữ slot đó để chị đợi em. Top 20 ứng viên xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện, sẵn sàng cho hành trình chinh phục danh hiệu cao quý. Hôm nay trong MIQ, các ứng viên ưu tú sẽ chính thức bước vào chặng đường thử thách đầy khó khăn với những lớp học có chuyên môn cao, những phần thi hoành tráng với áp lực lớn chưa từng có. Và những cái tên đầu tiên sẽ phải dừng chân trong chặng đua khốc liệt. Và quyết định của ban giám khảo sẽ dành cho bạn. Game on. Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để trở nên một hoa hậu tài sắc vẹn toàn, các thí sinh top 20 qua mỗi tập sẽ được bổ sung những kiến thức chuyên ngành cùng với chuyên gia đào tạo Hoàng Thùy để có thể sẵn sàng bước vào những thử thách cam go của chương trình. Xin chào các bạn, chúc mừng các bạn đã xuất sắc vượt qua những vòng thi đầu tiên để có mặt trong top 20 thí sinh của Miss International Queen Việt Nam 2023. Và ngày hôm nay các bạn sẽ được tham gia lớp học đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Á hậu siêu mẫu Hoàng Thùy. Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Thùy và rất vui ngày hôm nay có mặt tại đây để có thể hướng dẫn, đào tạo các bạn các kỹ năng trở thành người mẫu và hoa hậu trong tương lai. Tôi hy vọng là những cái kỹ năng, kinh nghiệm và những cái cách thực hành ngay hôm nay sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong các thử thách của chương trình. Vậy thì bây giờ sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Tôi xin nhường lớp lại cho cô giáo Hoàng Thùy để cùng làm việc với top 20 thí sinh xuất sắc nhất của MIQ Việt Nam 2023. Cảm ơn anh chị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần đào tạo chụp hình. Trong chụp hình thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các hình thức chụp hình khác nhau. Ví dụ như là chúng ta chụp đơn này, chúng ta chụp đôi này, chúng ta chụp group này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chụp với sản phẩm. Khi mà bước vào buổi chụp hình, chúng ta phải quan tâm đến những yếu tố như sau. Thứ nhất, khi các bạn mặc bộ trang phục vào thì các bạn sẽ phải biết là bạn đang mặc bộ trang phục như thế nào. Cái tóc và make up của bạn đang được làm như thế nào. Cái thứ hai mà chúng ta cần quan tâm, cái ánh sáng nó đang ở bên trái hay bên phải hay trước mặt các bạn. Các bạn phải quan sát được cái điều đó. Để sao? Để các bạn đưa cái mặt của mình ra hoặc đưa những cái góc người của mình ra. Cái thứ ba mà chúng ta cần quan tâm đó chính là cái người photo tương tác với mình. Cái cách của người ta chụp hình như thế nào? Cái cách lấy hình của người ta nhanh hay chậm thì các bạn cũng phải để ý cái điều đó. Ok, chị mời một bạn lên đi. Sau khi mà chúng ta chú ý đến cái phần mặt của mình đúng không? Trong cái việc chụp hình thì bây giờ chúng ta phải biết là cái đối tượng tương tác của mình là ai. Ví dụ trong một set hình người ta giao cho mình một cái sản phẩm như thế này thì mình phải làm như thế nào? Thì trong các lưu ý của chị chụp với sản phẩm nó cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, mình phải để ý đến logo thì mình phải cầm như thế nào để cho mình đưa ra được cái logo của sản phẩm mình không có che. Và cũng như cái phần tay của mình khi mà cầm sản phẩm á, là mình cũng không có được cầm nó quá nhiều cái diện tích trong cái sản phẩm này. Cái thứ hai, mình phải đọc về cái sản phẩm này là rằng là cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm gì để mình có những cái hành động
nó phù hợp với cái tính chất của cái sản phẩm đó. Ví dụ cái này là chai nước thì mình có thể mở nắp chai ra mình uống đúng không? Hoặc cái này là một cái chai nước hoa đi chẳng hạn, mình có thể làm những động tác xịt. Chỉ có một cái tip rất là nhỏ như thế này: mình làm theo đường dây từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên, từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái. Nhưng mà mình chụp hình với sản phẩm mặc dù có thể là lấy phần trên, nhưng mà cái tướng của mình phải chắc, chắc đi em. Đó rồi, chị xô này này, không có ngã này là chắc này. Ok, chị chụp em hình em đúng không? Làm sao ở trong cái frame hình này này nó không bị xa quá ha. Rồi bây giờ cái anh photo anh đang muốn chụp tầm trung của em thôi, tầm trung tầm cận của em thôi. Rồi đúng rồi. Để các bạn dễ hình dung hơn thì chúng ta sẽ có một cái máy chiếu bằng tivi để bạn nào mà làm mẫu á thì sẽ dễ dàng hơn ha. Rồi chị mời tiếp tục một bạn lên nào, ai xung phong nào. Ok mời em đi. Các bạn nhìn ngang này, của Quân này, cái cổ của bạn có xu hướng bị cong đi xuống á, để có bị đưa về trước này, có bị dây này, nhìn nó xấu ha. Giờ làm sao này, chị kéo này, đúng rồi. Rồi bây giờ giơ cái tay lên chị xem nào, giơ tay lên, giơ tay lên. Bây giờ tay em để lên phần đầu của em này. Đúng rồi, làm sao em ngửa được cái người ra sau. Đúng rồi, đó. Đó, cái đầu em phải thẳng được vậy. Khi mình thẳng lên như này thì mình bị sao? Bị động cằm đúng không? Thì cằm em phải ngang ra. Đúng rồi, cái trục ngang này là trục cằm này, với phần vai này. Đó, rồi. Cảm giác ở đây ha em, dựa đỉnh đầu mình ở đây ha. Rồi, bây giờ tháo cái tay ra này, giữ đỉnh đầu ở đó. Rồi, ok. Đó, thẳng lên rồi đó ha. Rồi, xoay người lại cho chị xíu này. Đó, khi mình đưa được cái cổ thẳng lên một xíu á, là cái người mình nhìn nó sang hơn ha. Khi mình chụp hình, quan trọng nhất là mình phải điều khiển được những cái cơ này. Bây giờ em nhắc thử cơ chân mày lên cho chị xem nào. Đúng rồi, nhắc bên này được không? Có người nhắc được cả hai bên ha. Nhưng bây giờ làm sao mà nhắc được cả lên này? Người ta không cần mình cười nhưng cái mặt mình không thể chì xuống được. Cái cơ mình phải đẩy được lên. Tập làm sao, ngày xưa môi chị rất là bị sệ, nhưng mà chị tập nhiều chị tự điều khiển được cái cơ trên mặt luôn ha. Bây giờ em nhún cái chân mày lên. Đúng rồi, nhấn cả hai bên lên. Đúng rồi, không có trợn mắt nha. Rồi, nhấn lên. Đúng rồi đó, tươi vào. Nhìn sâu vào, nhìn sâu vào camera, phải có hồn. Bây giờ mình muốn có hồn là mình phải có một cái gọi là câu thần chú. Ví dụ, khi mình nhìn trong đó đúng không? Mình đang diễn nét yêu thương đúng không? Tôi yêu thương bạn lắm, đọc trong cái não của mình á. Đúng rồi, nhìn vào cái anh đó, em yêu thương anh lắm đó. Rồi, yêu thương đi em. Đúng rồi. Đó, đó, đó. Đẹp rồi đó. Mặt bên này đẹp quá, lên hình đẹp quá. Rồi, diễn đi em. Ánh mắt này, quên ánh mắt rồi này. Ánh mắt sắc vào, tươi lên. Rồi, ok, cảm ơn Quân ha. Rồi, bây giờ dối quá đúng không? Chị giúp này. Em bị cao quá thấp xuống. Cao thấp là phải biết điều chỉnh nha. Không phải cứ cao là đẹp nha. Nhìn sang bên bạn bên cạnh xem là mình đang đứng với ai nè. Đằng sau mình có bị che bạn thành mình không? Đó, mình tương tác là mình phải như vậy em ơi. Đừng có một mình đứng như không không vậy ha. Rồi, thấy bạn này che mình quá rồi thì phải nhấn cho bạn xuống. Em cởi giày ra đi em. Nhanh lên. Rồi, bây giờ diễn này. Vui tươi, năng động này. Tự tin này. Không. Chị là sao? Không. Mình chụp fashion. Không chụp cổ động. Yeah. Không vậy ha. Đập cái vô đầu bạn sao em? Rồi, tập trung vào cái gương mặt này. Nọng cầm này, các thể loại nọng này. Rồi, bây giờ này, 6 bạn, mỗi bạn một kiểu luôn. Tôi không biết lấy hình sao luôn. Rồi, không, mình có thể tạo tiếng động. Vì sao? Bởi vì lên hình đúng không? Người ta đâu có nghe thấy tiếng của mình đâu, người ta chỉ cần bức hình thôi. Rồi quậy lên đi, quậy lên đi. Không, cái này không lấy chân. Mình phải biết mình lấy cận hay là lấy toàn ha. Đá ba lên em ơi. Đó, mỗi bạn một kiểu, không có thống nhất gì hết. Tự nhiên bạn này giơ tay lên vậy là sao? Rồi đổi cái khác đi. Rồi chụp đi. Không, cái chân kỳ quá. Em, cái chân sao bỏ lên như vậy, kỳ lắm. Không đẹp. Nếu mà em muốn bỏ cái chân đó lên á,
Thì mình có ấy cao quá, bỏ lên đây thôi nè, tầm lên đây thôi. Tầm lên đây thôi, đúng rồi, sát thôi, đúng rồi. Úp cái mũi chân xuống em, úp mũi chân xuống, đúng rồi, kẹp kẹp sát vào người bạn, đúng rồi. Em, nữ với em ngoài tên gì? Mi, giờ em tươi lên em. Các bạn đang đông nhất với nhau là tươi nè. Cái này không phải mình một kiểu là đẹp đâu. Rồi, ok, được rồi, cảm ơn em. Cảm ơn Hoàng Thùy đã có một cái buổi chia sẻ cũng như đào tạo rất là hữu ích đối với các bạn thí sinh. Và bây giờ tôi đã quay trở lại và cũng mang đến cho các bạn cái thử thách của cái lớp học ngày hôm nay. Trước khi giao thử thách cho các bạn thì tôi xin mời đại diện của nhãn hàng Stylist Gear, founder của FS Spray sẽ xuất hiện để chia sẻ với các bạn về những cái tiêu chí của thử thách. Xin chào 20 bạn thí sinh xuất sắc nhất của chương trình Miss International Queen. Và Gear có mặt ở đây cùng với lại anh Dược Sĩ Tiến cũng như là Hoàng Thùy rất là vinh dự khi là được làm một trong những cái nhà tài trợ để mà đưa ra một cái thử thách cho tất cả các bạn thí sinh. Gear thì chắc là các bạn đã quá quen thuộc với lại cái vai trò là stylist rồi. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì Gear lại có một cái vai trò khác, đó chính là founder của thương hiệu FS Spray, là thương hiệu nước hoa phi giới tính đầu tiên tại Việt Nam. Cái đường hướng của thương hiệu đó chính là tạo nên cái giá trị bình đẳng giới, không có một cái sự giới hạn nào về cảm xúc hay là về một cái hình tượng. Cho nên là cái tiêu chí của Kia hay là về thương hiệu FS Spray thì thật ra là không có cái gì khó khăn cả. Và hy vọng rằng các bạn cứ thể hiện đúng chính bản chất của các bạn. Chúng ta sẽ chụp với sản phẩm. Mỗi bạn sẽ có 3 phút để thực hiện thử thách. Và chúng tôi sẽ chọn ra người chiến thắng. Và hy vọng là các bạn sẽ thực hiện tốt phần thử thách phụ này để dành ưu tiên cho đội của mình. Và bây giờ phần thử thách của lớp học bắt đầu. Xin mời thí sinh đầu tiên, Nikki Song Phúc. Và à, 3 phút của bạn. Em lấy sản phẩm đầu. Lấy sản phẩm. Anh bắt tươi lên nè, mặt tươi lên em. Tươi lên, quảng cáo sản phẩm tươi lên. Tốt nha, đang có những cái pose rất là tốt. Rồi, hết giờ. Cảm ơn Nikki Song Phúc. Tiếp theo xin mời thí sinh Trần Huy Hoàng. Rồi, bắt đầu em. Tập trung vào cái mắt đi anh, ánh mắt của em á. Anh cần là em giải phóng cái cơ thể ra nhiều hơn nữa. Em là oversize, thì em mới lách cái người đi một xíu. Đừng có chĩa thẳng người vào ống kính, sẽ không đẹp ha. Từ từ thôi, làm chậm chậm thôi. Camera họ bắt rất là chậm, không có đi làm nhanh được. Thoải mái lên, dáng nào chắc dáng đấy. Mắt nè, ánh mắt nè, tươi nè. Quảng cáo sản phẩm commercial mà. Quảng cáo mà, sao mặt đơ vậy? Rồi cái tay để nên cái bụng nó không đẹp. Không đẹp em. Rồi, hết giờ. Ok, hết giờ, cảm ơn em. Cảm ơn em. Tiếp theo xin mời thí sinh Nguyễn Hà Diệu Thảo. Và 3 phút của bạn bắt đầu. Cái mắt em, cái mắt. Mở to ra em. Ánh sáng nó vào mắt nè. Rồi, 2, 3. Không, dáng nó không đẹp. Rồi mắt nheo nheo quá rồi. Rồi hết giờ nha. Mà xịt luôn vào mắt rồi, tôi bảo xịt ít thôi. Tiếp theo xin mời thí sinh Miễm Trần. Và 3 phút của bạn bắt đầu. Nhanh em ơi. Đổi cái vai đi em, đổi cái vai đi. Move cái vai đi. Xinh, dễ thương. Ok. Tiếp theo xin mời thí sinh Trương Kim Kim. Và 3 phút của bạn bắt đầu. Mình ở trong cái khu vực mà có cái điểm mát thôi. Hình đang bị hỏng rất nhiều. Đi cái vòng rộng quá. Di chuyển nhẹ nhẹ từng tí một thôi. Cái ngón tay, cái bàn tay mình đừng có khoe cái bàn tay quá. Làm sao tập trung tôn cái sản phẩm của mình lên. Là
làm cho cái đường dây của mình đâu. Mình ôm cái tay đó là toàn bộ từ đầu đến cuối rồi. Bây giờ mình đổi cái dáng khác, xoay người đi, không phải 100% là cái người mình thẳng hẳn vào camera. Sáng nay mình có học rồi. Tóc lên vai em ơi. Đó. Rồi hết chưa? Cảm ơn em. Hình fail nhiều quá. Tiếp theo xin mời thí sinh Trần Quân. Nhanh lên em, nhanh chân lên. Và 3 phút của bạn bắt đầu. Không, cái tay không đẹp em ơi. Ngủ ngánh quá nè, làm cái tay vậy che hết màn hình rồi. Cái ngón tay cầm sản phẩm không đẹp em. Bây giờ một kiểu trước đi đã, mình làm từ từ rồi bình tĩnh lại. Đi theo đường dây, hít thở thật hơi thật sâu này. Mặt thất thần rồi. Đứng lên cái mát của cho chị. Nhớ cái lần đầu tiên chị nói không? Phải chú ý cái điểm mát và cái đèn của mình ở đâu. Rồi làm đi, có 3 phút thôi. Ngón tay. Ánh mắt, không có nháy mắt nha. Rồi, lên hình đơ rồi. Mặt mình đẹp, mình phải biết diễn nha. Em để sản phẩm vậy là che cái tên sản phẩm rồi. Rồi hết chưa? Cảm ơn em. Hình phai hết trơn rồi. Luôn luôn bị một ngón tay dư của cái hình. Rồi, tiếp theo xin mời thí sinh Quincy Lê. 3 phút của bạn bắt đầu. Nghe cái điểm các mát. Các em ơi, cái điểm mát. Rồi, cái mặt buồn quá bé ơi. Xịt nước hoa xong cái mặt đơ vậy đó hả? Thả lỏng ra. Cái ngón tay của em nhìn, để im nhìn vào ngón tay. Nhìn vào ngón tay xem đẹp chưa? Nhìn vào ngón tay xem mình xem đẹp chưa? Vậy là không đẹp, nhìn như cái tay gà ấy. Không đẹp. Đừng có ngửi lòng bàn tay ra, úp sát vô. Rồi cái dáng đó chị không thấy đẹp nha. Xoay đi em, đừng có một trực diện một cái vào ống kính như vậy. Sử dụng cái vai của mình đi. Các góc mặt khác nhau. Đỉnh đầu đâu, cằm đâu. Mặt, ánh mắt của em tươi lên, commercial lên nào. Đổi đi em, đổi đi, thay đổi nhẹ đi. Thay đổi ngay cái chỗ điểm này, mình có thể kéo xuống nhẹ xuống này. Không cần phải thay đổi một cái dáng nó khác hoàn toàn. Mình chỉ thay đổi những cái chi tiết nhẹ thôi là bức hình nó lại đẹp rồi. Rồi. Hết giờ. Hết giờ, cảm ơn em. Tiếp theo xin mời thí sinh Thanh Thị Kha Nữ. Nhìn bị kỳ nha, không có đẹp. Làm đơn giản trước đi, sẽ thay đổi từng tí một thôi. Ở đây rồi xong xuống đây rồi qua phải, qua trái. Mỗi cái chẳng làm được cái nào hết trơn á. Chẳng được một cái hình nào hết trơn á. Xem cái tay, cái chân mình đẹp chưa? Cái tay, ngón tay xấu như thế kia. Không, nhìn cái tay rất sợ. Em cầm, em phải có cái cảm giác cầm cái chai. Không phải là nó dính vào cái, có cái keo dán này, nó dính vào cái bàn tay. Rồi cái tay kia như thế nào? Thử thách chứ tôi cũng làm thay bạn được. Ngộ nghĩnh quá nè. Ôi giời ơi. Không, rụt cổ vậy. Không. Dễ thương. Không có ngửi nhẹ, nhìn sợ lắm, nhìn lên hình không đẹp. Hết giờ, cảm ơn em. Cảm ơn em. Bạn này ngộ nghĩnh quá nè. Các bạn nên bình tĩnh và thoải mái để mình hiểu là mình đang cầm một cái sản phẩm gì trên tay nha. Tiếp theo xin mời thí sinh Nguyễn Đăng Tiên. Và 3 phút của bạn bắt đầu. Mặt, ánh mắt tươi lên cho chị một xíu nữa này. Đúng rồi, diễn từ từ vậy đó. Mà tập trung vào cái ánh mắt của mình nè. Đúng rồi. Bạn này tiếp thu cái bài học buổi sáng tốt nè. Nó phải ngọt ngào, nó phải sexy lên nè. Nó phải gợi cảm lên nè. Không có dễ thương nè. Ngọt ngào lên. Tốt.
Đó, đi trái qua phải nè, trước ra sau nè. Tốt. Tập trung vào cái nụ cười của mình tươi nè, ánh mắt. Làm mấy cái biểu cảm. Hết giờ rồi, ok, cảm ơn bạn. Tiếp theo xin mời thí sinh Trần Hồ Hà Đan. Và 3 phút của bạn bắt đầu. Tương tác với mặt thêm xíu đi em. Được, tốt. Phần này thích lên hình đẹp đó chứ. Nhìn cũng cá tính. Nhìn cái là biết học trò hoặc thì liền. Có tiếp thu bạc. Nhìn lên hình cũng khô phết đó. Rồi thay đổi đi, thay đổi đi em. Yeah, mình đang rất là cá tính, năng động. Ok, thank you em. Tiếp theo xin mời thí sinh Lý Huỳnh My. Và 3 phút của bạn bắt đầu. Em coi dấu mát dưới chân em. Em ơi, xích cái bên này. Mọi người để ý cái dấu băng keo ở bên dưới nha. Đừng đi ngủ nha. Cái tay em. Cái mặt bị đơ quá, từ sáng đến giờ có một cái mặt thôi à. Ủa gì vậy? Cái ánh mắt của em á, tươi lên hè. Đúng rồi. Ngón tay không đẹp nha, cầm một cái ngón tay em cầm vào cái chai. Cầm một cái chai, ôm nó vào. Đúng rồi. Cái mặt của mình nè, cái mặt. Thay đổi các góc mặt đi em. Các góc mặt. Rồi, đứng lệch cái điểm đèn rồi. Cái đèn của mình ở đâu? Cái điểm mát đèn của mình ở đâu? Cái bài đầu tiên chị dạy là về nhìn đèn, nhìn chỗ để ánh sáng nè. Mình yếu quá. Chưa có xong đâu, em lấy tại một chai đi. Hết giờ rồi, nhanh lên. Trời ơi. Hai chai khác nhau có cái màu không á? Rồi em ơi. Đây nè, cái mát của em bên đây nè, mát em bên đây. Bạn này bạn điệu đà từ tốn nha. Không có lấy xuống dưới nha, không cần phải tạo dáng cái chân em ơi. Em không có lấy xuống dưới. Không có lấy cái chân. Chỉ có chụp cận thôi, chụp bán thôi. Rồi nhìn lên trời như vậy là thấy cái lòng trắng mắt không nè. Không có được. Ok, cảm ơn bạn. Tiếp theo xin mời thí sinh cuối cùng. Thí sinh Nguyễn Tường Sang. Và 3 phút của bạn bắt đầu. Làm chậm chậm như vậy thôi đó, đẹp á. Giờ tập trung vào ánh mắt nè. Ánh mắt em, ánh mắt. Thay đổi nhẹ nhẹ thôi nha, đừng có đi xa quá nha. Đúng không? À, đẹp nè. Commercial nè, tươi lên nè. Đó, ánh mắt sáng lên. Ok, cảm ơn bạn. Trải qua cái vòng là thử thách là chụp hình cùng với lại sản phẩm thì thực sự là Ghe có ấn tượng bởi 4 bạn thí sinh. Ghe đánh giá rất là cao cái nguồn năng lượng bởi vì các bạn không chỉ là những cô gái thông minh mà các bạn còn biết thể hiện được cái cá tính của mình qua những cái thử thách. Chúc mừng các bạn vừa hoàn thành xong phần thử thách của lớp học. Chị có một số các góp ý như sau. Thực ra là cái buổi ngày hôm nay là cái buổi đầu tiên mình training, nhưng mà mình cũng có một cái khoảng thời gian dài để mình lên mình thực hành này, sau mình quan sát các bạn khác. Nhưng mà chị thấy là dường như các bạn đa phần là các bạn chưa biết áp dụng. Và ngày hôm nay thì bên cạnh những bạn mà làm không tốt thì cũng có những bạn làm rất là tốt. Các bạn biết kiểm soát mình trong một cái khoảng thời gian rất là nhanh như vậy, đi theo đường dây để chụp hình và có những bức hình rất là đẹp. Đầu tiên là chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong thử thách vừa rồi. Khi mà chúng ta thực hiện những cái buổi shooting dành cho nhãn hàng hay là TVC, chúng ta nên nhanh gọn lẹ và chúng ta thấu hiểu chúng ta đang cầm một cái sản phẩm gì trên tay. Và ví dụ như là cái sản phẩm đó là sản phẩm nước hoa thì những cái vùng nào mà chúng ta có thể nên đặt. Chứ chắc chắn là nước hoa thì không thể nào mà đặt ở phía dưới. Kia vẫn thấy là các bạn bị đóng khuôn bởi những cái posing trước đây. Thì hy vọng rằng là sau những cái chia sẻ của Hoàng Thùy cũng như là Ghe thì các bạn có thể giải phóng cái năng lượng của mình hơn nữa và đừng bị lên và áp lực và cứ tạo những cái dáng an toàn và quên đi là cái cá tính của mình cần thể hiện là gì. Cả 3 vị giám khảo ở đây chọn ra được 4 bạn thí sinh ngày hôm nay làm xuất sắc nhất. Đầu tiên thì xin chúc mừng bạn Mỹm Trần, đội của Mango. Tiếp theo chị xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Đan Tiên,
Tim Quỳnh Hoa. Xin chúc mừng bạn Trần Hồ Hà Đan, Tim Thủy Tiên. Và đây là bạn cuối cùng trong danh sách sẽ được vinh danh ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Tường San, Team Thủy Tiên. Chúc mừng các em. Các em đã làm rất là tốt trong phần thử thách lần này. Và chị hy vọng là các phần thử thách lần khác thì các bạn ở dưới cũng sẽ phải cố gắng tập trung, khi mà cái phần training của mình rất là quan trọng ha. Các bạn cũng biết đó là cái người chiến thắng của thử thách phụ sẽ nhận được những đặc quyền khi mà team của mình tham gia thử thách chính. Và đặc quyền đó là gì thì chút xíu nữa tôi sẽ công bố. Và bây giờ xin mời đại diện của nhãn hàng Stylist Gear sẽ lựa chọn ra thí sinh nào đã làm tốt nhất thử thách vừa rồi. Thực sự là bốn bạn thí sinh ở đây, mỗi bạn đều có một cái sắc màu, có một cái thế mạnh riêng. Nguyễn Đăng Tiên thì em có những cái tạo hình, tuy là nó không quá sáng tạo, không quá phá cách, tuy nhiên em hiểu và em cho mình những cái dáng rất là an toàn, thì đó cũng là thể hiện một cái sự thông minh của em. Tiếp đến là bạn Trần Hồ Hà Đan, cái cách mà em lấy lại năng lượng á khiến cho anh cảm thấy rất là tốt. Và cuối cùng là bạn Nguyễn Tường Sang, khi mà Sang bước ra thì anh chưa có ấn tượng lắm đâu, bởi vì em còn hơi run một tí xíu và cái ánh mắt của em nó còn không có tập trung lắm và thể hiện cái sự gì đó nó hơi mệt mỏi, hơi mông lung một tí xíu. Tuy nhiên là em có một cái lợi thế rất là đặc biệt, đó là khi mà lên hình á là rất là ăn hình luôn, rất là ăn hình. Đó là lý do mà em có mặt trong bốn thí sinh xuất sắc nhất. Tuy nhiên, để mà chọn ra một cái người mà Ke đánh giá về toàn diện nha, thì Ke sẽ chọn bạn Miễm Trần. Chúc mừng thí sinh Miễm Trần, bạn đã chiến thắng trong thử thách lớp học lần này. Và đặc quyền của bạn đó chính là sẽ được lựa chọn thứ tự thi đấu của team nào trong thử thách chính. Và đó chưa phải là đặc quyền duy nhất. Bạn sẽ còn một đặc quyền nữa mà chúng tôi sẽ công bố sau. Bây giờ thì xin cảm ơn tất cả các thí sinh. Các bạn có thể trở về đội của mình để làm việc với các huấn luyện viên và nhận thử thách. Xin cảm ơn Á Hậu, Sư Mẫu Hoàng Thùy. Cảm ơn Kia, đại diện của nhãn hàng đã tham gia cùng với chúng tôi. Xin chào bốn vị huấn luyện viên, chúng ta đã gặp lại nhau và ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để chuẩn bị giao cho quý vị đề bài của thử thách đầu tiên của MIQ Việt Nam 2023. Đầu tiên nhất thì tôi muốn chúc mừng huấn luyện viên Mai Ngô, bạn đã có thí sinh Miễm Trần đã chiến thắng thử thách trong lớp học vừa rồi và tất nhiên team của bạn sẽ có những đặc quyền khi thực hiện thử thách chính. Và thử thách của chúng ta ngày hôm nay chính là thực hiện một campaign. Campaign này có tên là Khoảnh Khắc Hạnh Phúc. Tôi nghĩ rằng cái khoảnh khắc mà những cái người phụ nữ họ được khoác lên mình cái bộ áo cưới và tiến vào lễ đường cùng với người đàn ông của mình chính là cái điều mơ ước của biết bao cô gái chuyển giới. Và trong cái ngày hôm nay, tất cả các thí sinh của MIQ Việt Nam 2023, các bạn ấy sẽ được khoác lên mình những bộ áo cưới ấy và thể hiện cái cảm xúc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình trong cái campaign này. Và đồng hành với các thí sinh của chúng ta trong campaign Khoảnh Khắc Hạnh Phúc này chính là thương hiệu hoa Hanava Flourish and Coffee. Và đây là chị Anna, đại diện đến từ thương hiệu Hanava Flourish and Coffee. Không biết đối với các cô dâu thì cái bó hoa cưới có ý nghĩa như thế nào hả chị? Ngày hôm nay thương hiệu muốn góp sức làm cho vẻ đẹp của cô dâu sang trọng hơn. Mình cảm thấy là cái campaign này thật sự là ý nghĩa. Mình mong muốn là các bạn sẽ truyền đạt được cái cảm xúc và niềm hạnh phúc của mình. Và chúc cho các huấn luyện viên có một phần thi thành công. Thể lệ của chúng ta đối với thử thách ngày hôm nay như sau. Mỗi một team chúng ta sẽ có đúng 15 phút để thực hiện thử thách. Đó là thử thách chụp hình. Và sau khi 15 phút thực hiện thử thách này, chúng tôi sẽ cần các bạn có một tấm hình đơn cho mỗi thí sinh và một tấm hình chụp nhóm, và chúng tôi sẽ chấm điểm trên các tấm hình là các sản phẩm mà các bạn nộp về. Bây giờ chúng ta sẽ về vị trí để bắt đầu thử thách. Và như Hoa Sử Di Tiến đã chia sẻ thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với một thử thách đầu tiên. Các thí sinh ngày hôm nay sẽ được hóa thân thành những cô dâu xinh đẹp trong bộ áo cưới của thương hiệu Hatchet Culture được chuẩn bị bởi team của stylist Kia Nguyễn. Và như thường lệ thì Hương Giang xin được phép giới thiệu thành phần ban giám khảo có mặt ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo Dược Sĩ Tiến, giám khảo Lucet Mantini, nhà tài trợ Kim Cương, doanh nhân Hoàng Song Hà, chiếc ghế nhân ái giám khảo Huỳnh Như. Và ngày hôm nay để giúp cho bộ hình của các cô dâu trở nên xinh đẹp hơn, chúng tôi đã mời đến đây thương hiệu hoa Hanava. Xin được trân trọng giới thiệu chị Hana. Và tôi, Hoss Hương Giang. Xin được chào tất cả các huấn luyện viên và các thí sinh. Miss Luke,
How do you think about the campaign today? Absolutely stunning. You ladies look much more beautiful than you did in the previous last evening. So beautiful. Makeup is flawless. Your hair is beautiful. Your dresses are lovely. I can't wait to see what's going to happen today. Ước mơ của một người phụ nữ sẽ được khoác lên mình một cái đám cưới và sánh bước của cái người mình yêu trong đời. Thì bây giờ Nikki đã làm được một nửa, đó chính là được mặc cái bộ đám cưới mà không phải là bộ đám cưới bình thường, một bộ đám cưới rất là đẹp luôn. Và nhiệm vụ các huấn luyện viên là các bạn sẽ cung cấp lại cho chúng tôi một bộ hình với mỗi một thành viên trong team và một tấm hình chung của toàn bộ team. Và bộ hình chiến thắng sẽ được đăng tải trên fanpage của chương trình. Khá là bất ngờ và Tiên cũng rất là vui, tại vì là Tiên đã từng có kinh nghiệm 3 năm trong việc làm người mẫu lúc book váy cưới. Tuy nhiên, một cô dâu thì không thể thiếu được những chú rể đúng không ạ? Wow. Và ngày hôm nay, ngay lúc này sẽ là các chú rể của các bạn xin phép được mời. Các chú rể sẽ xuất hiện ạ. Thật sự là rất là tò mò. Mình không biết rằng là cái người mẫu nam này sẽ là ai. Wow. Wow. Xin được trân trọng giới thiệu Top 3 The Next Gentleman, Phạm Kiên, Minh Khắc và Minh Kha. So handsome. Wow, đẹp trai quá. Hoa Dược Sĩ Tiến, anh có thể cho tôi biết là ngày hôm nay thí sinh nào đã chiến thắng tại lớp Masterclass không ạ? Thí sinh chiến thắng trong lớp học của chúng ta ngày sáng hôm nay đó chính là thí sinh Miễm Trần từ team Mai Ngô ạ. Ok, và xin mời Miễm Trần bước lên phía trước. Và bây giờ Miễm Trần hãy cho tất cả các giám khảo và mọi người được biết thứ tự thi mà em quyết định cho các team là như thế nào. Miễm Trần cũng như là team của chị Quỳnh Mai sẽ giành được thế thượng phong và có thể đưa ra những cái chiến lược tốt nhất dành cho team của mình và cũng là những cái chiến lược có thể là xấu đối với team khác. Sự lựa chọn đội đầu tiên mà thi hôm nay chắc là em nghĩ đội của chị Quỳnh Hoa. Wow. Và đội thứ hai là đội của em à. Đội thứ ba là đội của chị Quỳnh Châu và đội cuối cùng là của chị Thủy Tiên à. Ok, cảm ơn em. Và ngày hôm nay thì top 3 của The Next Gentleman là những khách mời vô cùng đặc biệt. Họ sẽ có mặt ở đây để giúp cho các bạn trở thành những cô dâu xinh đẹp nhất. Và top 3 của The Next Gentleman cũng sẽ góp phần vào việc bỏ phiếu cho cái kết quả cuối cùng của team chiến thắng. Miễn Trần, đâu sẽ là chú rể mà em lựa chọn để chụp hình với team của mình? Dạ, chắc là em chọn anh. Chú rể của Nikki hôm nay là anh Khắc đó mọi người, anh Minh Khắc đó, trời ơi. Trời ơi em. Và trên tay của Hương Giang đang là ba lá thăm ghi tên của ba chú rể rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Xin phép được mời ba huấn luyện viên còn lại sẽ lên đây và rút thăm để biết được chú rể của team mình ạ. Có gửi gắm gì không? Chị biết chị bóp nè. Rồi, huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa Kiên ạ. Chú rể của team cô dâu Thủy Tiên là anh Kha ạ. Wow. Và như vậy thì Quỳnh Châu sẽ là anh Khắc ạ. Như vậy chúc mừng Minh Khắc sẽ có hai lần làm chú rể hôm nay. Và bây giờ sẽ là phần thi của team Bùi Quỳnh Hoa với sự hỗ trợ của chú rể Phạm Kiên, quán quân của The Next Gentleman và photo Vương Huy. 15 phút của các bạn bắt đầu. Mặt ra đây xíu em đang bị mất mặt rồi, cả Kiên nữa. Có thể đứng xa hơn được không? Đứng xa hơn. Xin xa để tay phải của em lên người chú rể đi, để chạm đến ngực ấy. Xin xa ở ngoài, xin xa tập cùng với lại mentor của mình. Thì mình rất là chủ động về những cái đó. Khi mà mình vừa bước vào set, anh Kim vừa bước tới thì tự nhiên cái tay chân mình nó rất là lúng túng và mình không biết là mình phải làm gì luôn. Xin xa ơi, chú rể không có làm gì em hết. Hãy nghĩ đây là người yêu của em đi, thoải mái lên. Cười tươi, chạm tay thật vào. Bản thân mình thì cũng 20 mấy năm rồi mình chưa có người yêu mọi người, cho nên là ngại lắm luôn á. Chị sao ơi, em đang sợ chú rể quá, chú rể có làm gì em đâu. Cái dáng này phải chụp cái khung chung mới đẹp. Những cái giờ mình tập trước đó nó đều bay hết trơn. Thế là mình chỉ tập trung vào mỗi cái gương mặt đẹp trai của anh Kiên thôi. Rồi cười lên hạnh phúc, đừng có sợ. Dễ thương quá, ngại á. Để bỏ Hoa xuống chị bị che mặt rồi. Coi căn thời gian nha Hoa ơi. 15 minutes. Yes. Wow, so little time. Ok, thay người thứ hai vô đi. Nhanh. Cẩn thận che Hoa nha. Chạm chán luôn đi. Ok. Chị muốn em ngồi hẳn xuống như này. Ấy à, như này luôn. Đi. Để hẳn lên chân lên như này này. Chị nghĩ em làm được vì em thích vậy mà. Cố lên, nhanh lên. Cười tươi. Kết anh.
Em bông nha. Đổi đi, đổi đi, đổi đi. Nhanh, nhanh, Hân ơi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, không có thời gian đâu. Khiến em để Hân hai tay lên. And I think they need to work together as a team. Yes. They nhanh. Need to support each other. Yeah, not enough. Nữ thần tự do à? Rời rạc quá. I can feel it. Acting on her own. Ok, Hân em có anh đẹp rồi. Hoa ơi, phải nhìn trên này này. Nãy giờ là bạn được bạn không à? Cho người tiếp theo tiên vô đi. Trời đẹp đôi quá nha. Đẹp tiên đôi ơi, trả lại mặt một xíu nha, bị che mặt kìa. Ok, tiên có ảnh đẹp rồi. Quay lại một dáng thiếu mất cái gì rồi. Oh nice. Wow. Wow. Okay. Wow. Có hình đẹp rồi tiên. Đen Tiên là một cô gái có cái vẻ ngoài rất là đẹp và nụ cười rất là xinh. Và khi mà mặc chiếc váy cưới đứng cùng với lại anh Kiên nó thì sợ rất đẹp đôi. Để cái bông hoa, bó hoa ở giữa và hai người nhìn bó hoa đi. Để bó giữa, để giữa, ở giữa. Để cao lên xíu, để cao lên xíu. Giống như là đang ngó vào bó hoa, đang ngó vào bó hoa. Tiên ơi, Tiên sát vào nữa, sát vào nữa, sát vào nữa. Ồ, xuôi mà. Hạ cả bó hoa thấp xuống một xíu chứ. Ok. Ok, Tiên có ảnh đẹp rồi. Bơ lộ ấy một chân lên nhỉ. Hơi ngả mọi người chú rể. Đây là team mà có bộ đồ dễ linh hoạt nhất đó. Đến team của tôi anh rất là rườm rà. Kiễng lên nha, bolo kiễng lên đấy. Bolo để mắt không bị nhắm này kìa. Ok, và chụp tin, chụp tin, chụp tin, chụp tin. Với cái kinh nghiệm mà huấn luyện viên của mình có được thì chắc chắn tụi mình sẽ dung hòa với nhau để cho ra một cái thành phẩm teamwork thật là tốt. Hân, với bolo ngồi trước, ngồi hẳn như này này. Đang tiên xinh quá. Nuốt trọn khung hình. Lấn át những bạn khác trong team. Rất là lấn át những bạn phải khác. Chú ý về tỷ lệ. Cười tươi hạnh phúc nhở. 1, 2, 3. Cười. Chị em nào. Oh nice. Đội hình ngang, đội hình ngang, đội hình ngang. Nhanh, nhanh, nhanh. Cười tươi, che miệng. Cười tươi đi, cười tươi đi. Tiên, quăng. Giống đám cưới bà Tiên ghê. Quăng nha, quăng nha, quăng nha. Cái này anh chụp bắt đầu từ chéo tới Tiên vội. Tấm này Tiên chiếm spotlight quá. Lu mờ hết các bạn khác. Gom lại, gom lại, gom lại. Thương quá à. That's cute. Cái răng này yeah. Hay á. That's cute. Xin sao đứng lùi vào không mà mất hình nha. Out of the lighting area. Ok ok. Thôi đừng tung thật, rơi hoa của nhãn hàng không được. Nâng niu bông hoa của nhãn hàng đi em ơi. Cẩn thận nha. It's very difficult when you do group shot. Yeah. Because maybe one model is blinking, another one's looking down. It's very difficult to get a perfect shot. Chỉ còn một phút nữa là hết giờ nha. Cầm lấy. Chưa được tấm nào luôn á. Cười tươi nha. Tiên có thể che miệng, Tiên có thể che miệng. Tay kia. Ờ, rồi tay đấy cầm hoa. Ok. Xin xa. Cười tươi. Nhìn bolo cũng được, xin xa. Hết giờ. Ok. Yeah. Being a mentor is so stressful, I know. Oh my god. It's very difficult. Cái vấn đề thứ tự thi là cũng rất quan trọng. Đúng, luôn. Đúng. Thi đầu là xong phim luôn. Và bây giờ sẽ là phần thực hiện thử thách của team huấn luyện viên Mai Ngô cùng với sự hỗ trợ của chú rể Minh Khắc Á Quân The Next Gentleman và photo Vương Huy. MIQVN 2023 9. Mai em, Nicky. 15 phút của các bạn bắt đầu. Nhớ giùm chị nha, ánh sáng. Đây mình có hai cái đèn. Mình sẽ không vượt qua hai cái đèn đó và mặt lúc nào cũng hướng về hai cái đèn là sẽ đẹp nhất. Anh Khắc, anh giúp em tương tác với ống kính nhiều để mình có được cái moment nha. Rồi 2, 3, bắt đầu nào. Không bao giờ nghĩ là tự nhiên có một ngày mình lại được chụp hình cưới với anh Minh Khắc đâu trời. Tươi lên. Trời, Minh Khắc đẹp trai quá. Tận dụng ảnh đi em ơi, ảnh là của em. Tự nhiên trong một khoảnh khắc thì cái thử thách nó không còn là thử thách nữa mọi người, mà giống như là mình sắp sửa đi gặp bạn trai vậy đó. Muốn làm ảnh gì nữa, làm đi em, tận dụng cơ hội đi. Làm tới đi em. Nghe răng nghe cho chị cái cười tươi thiệt tươi nào, tận hưởng đi. Chồng tương lai của em, ước mơ cuộc đời của mình là cái gì em, có một tấm chồng. Hạnh phúc lên, mở con mắt ra. Đúng rồi, năng lượng lên. I like it. Ok, next. Dễ thương. Oh my god, it's so cute. Ok, nói cho chị nghe em muốn làm cái gì nè. Bạn đã chủ động nói với chú rể. Anh Khắc giúp em cầm cái tấm lưới. Ok, rồi em nhìn anh là. Rồi, hướng mặt về đèn chút xíu. Cười tươi, hạnh phúc lên nào. Quá trời rồi. Mình gần với nhau hơn. Mình ngấu nghiến ảnh lên. Ảnh là của mình, tận hưởng ảnh đi em ơi. Have good chemistry. Khắc bế bạn lên. Anh Khắc, anh bế. Bế ảnh, bế bạn lên được không? Come on. Rồi bây giờ mình tung bay với cái váy hơn một xíu nha. Cho bạn năng lượng hơn tí xíu giùm em. À, chụp xa ra tí xíu. À, yes.
It's so cute. Quá trời rồi, nháy mắt rồi. Cười tươi, yeah. Like it. Mở mắt to ra, yeah. Ok, có hình rồi. Next, Kim Kim. Ok. Mà anh đi ra một tấm chân dung đi. Đó, teammate là phải vậy. Anh khác anh hợp tác quá luôn. Come on, take time. Ok, yeah. Tuyệt vời nha. Ok. Đẹp quá. Feel hơn đi ạ. Feel hơn đi Kim ơi. Kim cười nè. Cháy quá vậy. Wow, wow. Wow, wow, I like it. Đẹp quá. Đúng rồi Kim ơi, đẹp quá. Rồi. Xuất sắc. Rộng hơn nè. Cho em xin một tấm rộng hơn. Ok. Team này chủ động hơn. Nhóm này họ chủ động, họ nói chuyện với chú rể. Còn gần nhóm của Hoa là gần như là họ không tương tác gì với chú rể cả. True love nào. Wow. Thả cái hoa xuống đúng không ạ? Hôn đi, hôn đi. Ok. Hôn đi. Đam mê lên, đam mê lên ạ. Sexy. Wow. Ok, Kim Kim xong. Oh my god. Đẹp quá, tấm đó đẹp quá. Váy này đẹp quá, mình phải tận dụng cái váy này nha anh ơi. Cho em xin cái rộng trước đi để tôn cái váy lên. Ngay ngắn nào, một tấm hình ngay ngắn, xinh xắn nào. Tương tác nhiều hơn đi em. Mở mắt ra. Cho em cận đi anh, cho em một tấm an toàn cho bạn này. Năng lượng hơn, nhìn lên, không cúi mặt nữa. Cười tươi với anh khác một tấm ơi. Ok, hết giờ, mỉm vào. Cái cảnh cầm váy này đẹp nè mọi người ơi. Mình chưa từng thấy một cái đám cưới nào mà nó to khủng khiếp như vậy trong cuộc đời mình. Tí nữa mình sẽ dùng cái đó. Wow. Gần nhau hơn. Cái đèn này dễ làm bị cháy mặt lắm. Nên phải cẩn thận không là bị. Rồi, một tấm đứng thẳng lên. Ok, cô dâu chú rể thực thụ nào. Real love, true love. Nhìn chồng tương lai của mình. Sở hữu anh đó. Ê, tao nói muốn mai chụp cưới nha. Sở hữu anh đó. Cười tươi lên. Yeah, mở mắt to ra. Wow. Cho một cái nụ hôn được không? Bỏ em che mặt ảnh rồi. Một nụ hôn gần nhau được không? Anh khách chủ động á. Xinh quá, xinh quá. Rồi rồi, em cảm ơn anh. Cho em xin tấm tim ạ. Để cho em định hình lại là tại váy tụi em hơi to. Đầm cưới của trong tim mình á, nó là những cái đầm mà nếu kia gọi là nó đẹp thì đúng là có đẹp, nhưng nó là gọi là những cái đầm khủng long luôn mọi người. Đặc biệt là đầm của Miễn Trần. Do cái đầm của bạn cũng có hơi oversize quá, nó bị to quá thì khi vào set nó đã có một chút trục trặc về cái khung hình. Rồi bu lại chị em. Đúng rồi, yes. Kim Kim cho mình cái chân dài ra. Đây nha, cái này hơi phức tạp tí xíu. Huấn luyện viên Mai Ngô đã nhanh chóng lấy lại cái nhịp và cố gắng đưa mọi người vào cái khung để có thể có một cái bức hình đẹp nhất cho cái phần teamwork. Nhưng mà không sao, còn có 5 phút đó nha Mai. Ok, đẹp rồi. Tươi lên chị em nào. Hạnh phúc nào. Hạnh phúc khi được về team Mai Ngô, chứng minh đi mọi người. Bé ơi, cho chị chồm lên phía trước tí xíu để thấy đèn em đang bị tối sáng rồi. Chồm lên phía trước nữa, em đang bị đằng sau mỉm rồi. 1, 2, 3, chụp nào. Tới tấp đi anh ơi. Bố cục đẹp rồi đó mọi người. Tập trung nhìn vào máy này. Cho chị một cái nhìn máy thật là tươi nào. Ok, đứng lên. Nhớ cái hồi nãy mọi người đều xách váy cho mỉm không? Ok, mình xách lại cái đó nha, rất là dễ thương. Vô đi em ơi, đừng chảy váy nữa. Rồi, tranh thủ nhanh lên để được shot cuối nè mấy bạn ơi. Shot cuối rồi. Kim Kim, né ra ngoài một xíu. Ok, bây giờ show your beauty please. The two in the back get totally lost. Bé ơi, em bước lên một tí xíu được không? Ừ, mất sáng em rồi. 1, 2, 3, cười, smile. Hết giờ. Cảm ơn team của huấn luyện viên Mai Ngô. Again, nó cũng là đám cưới của một mình miệng. Các bạn mà đẹp quá rồi dễ bị vào trong trung tâm á. Mình nên chia cái spotlight đều cho team của mình. Team của huấn luyện viên Quỳnh Châu chuẩn bị. Nước nôi trên khắc liền cho chị em. Và bây giờ sẽ là phần thực hiện thử thách của team huấn luyện viên Quỳnh Châu với sự hỗ trợ của Mr. Minh Khắc và photo Vương Huy. 15 phút của các bạn bắt đầu. Ok. Dạ, cho em 1 giây. Anh Huy cho em cái toàn trước đi. Cho em thử test một cái này. Cái hình cái. Nice. Nè Hà. Hà, nghe Châu nè. Em bị đổ vậy nè. Không. Ưỡn cái người ra, đúng rồi, ôm ảnh vô thôi. She worked like me when I was mentor. She take off her shoes and she's very active. I think she learned in from there, you. Out, in and out, yeah. Very, very active, very. She did her homework. Yes, and my too. My very yeah. active too. Mm-hmm. Thử cho em một tấm nha. Hai, ba. Hạnh phúc nè, cười nè. Mình lấy chồng nè, mọi người ơi. Hôm nay mình chụp hình cưới của mình. Cái đèn rất dễ bị đánh, bị chó và che rất bóng tất cả mọi người. Đẹp, đang ok nha Hà. Bây giờ cái mặt hơi tối, bị đổ vô đây nhiều quá, nhìn xéo đây thôi. Còn không á, thì nhìn thẳng máy luôn cho cũng được. Tim Châu là một kiểu nhưng mà làm cho nó đẹp nhất. 1,
2, 3. Hạnh phúc, hôm nay mình chụp hình cưới thiệt là vui. Ánh mắt ánh lên hạnh phúc nè. Bà Châu bà hài ghê luôn. Giống như mẹ đưa con về nhà chồng nữa. Thiệt là vui quá đi. Cái hình này sẽ để ở bìa. Rồi. The mentor is making her happier. Yeah. Rồi đây đây đây, ok nha. 2, 3. Tinh thần nè, tinh thần nè. 2, 3. Châu nó tạo mood được cho thí sinh. Cái việc đó rất là cần. Dạ, xong, hài xong. Hai anh lên. Thí sinh đầu tiên hơi mất thời gian xíu. Đâu ngồi xuống chị coi coi em muốn. À, rồi em sẽ ngã đầu vào ảnh. Ow. She should be sitting on the chair, not him. Rồi hơi ngã cái đầu xíu vậy coi. Oh, nice. Quan trọng cái hoa nữa nha, đẩy đẩy cái tay cầm cái hoa cao lên. That's very good. Wow. I think she might get the best photo. 1, 2, bạn nhìn nhìn chú rể nè Hà anh ơi. 2, 3. Hai người sát nhau lại tí xíu nữa. Đúng rồi, đẹp nha, Vũ Nguyên nha. Đang đẹp nè, cận vô gần. Đúng rồi, con này đẹp, xuống xuống một xíu anh Huy, đúng rồi. 2, 3, đẹp. Xuất sắc nha. À, tấm ngồi có rồi đó. Giờ em là một tấm đứng ha. Now she should move to the next person because she's got her shot already. That's perfect. She doesn't need to shoot anymore. She can go next person now. Anh khác chắc đứng, anh khác đứng đi. Chết rồi, có ai hỗ trợ? Suy nghĩ phương án còn hơn để tốn thời gian nha Châu ơi. Bỏ luôn đi chị Châu ơi. Châu đang muốn tương tác với nó mà. Nhưng mà đang mất thời gian quá, mất 1 phút rồi nè. 2, 3, hạnh phúc nha, cười tươi nha. Hoa nè, 2, 3, 2, 3. Đẹp quá. Ồ, còn tới 3 người á. Khó léo. Next model đây léo. Yes, she's very active. Have to move on léo. Cười, đúng rồi, có hình, cảm ơn anh. Rồi, cho chị Quân, hơi xa, bây giờ đang xa nhau tới 3 mét lận, sát vô. Rồi, đúng rồi. Ngã cái người đã đúng rồi nha. So I like this mentor, she's very, very good. Tươi nha, đúng rồi, 2, 3 cười. Nhìn anh khác cười, đúng rồi. Chả cái mặt tí xíu kẻo mất mặt, đúng rồi, cười. She's got a really beautiful face. Nhớ để cái hoa cho nó đẹp, đúng rồi, 2, 3. Tươi, đang đẹp nha, tươi, cười. Hai thí sinh đầu nhiều thời gian quá. Những bạn cuối sẽ bị rush. Hạnh phúc nè, đám cưới của mình nè. Mặt nhìn máy cười hả chị, đúng rồi. Rồi, ok, rồi xong. Em sẽ nắm tay của anh, xong em bước lên. Giống như em dẫn chú rể và cười. Anh lấy cánh toàn giùm em nha. Vậy là không có ảnh tim luôn hả chị? Châu ơi, còn 5 phút thôi. 2, 3, nhìn máy lại, nhìn lại ảnh, đúng rồi, 2, 3. Tươi, rồi lùi lại cho chị nửa bước. Mỹ nữ. Rồi em khăn khăn. Rồi xích lên, rồi. Chị Châu hồi đang bị cuốn quá. Làm cái dáng hồi nãy của em đó, đúng rồi. Em nghiêng nghiêng đầu nha, xong rồi cười. Không, không có rụt cái vai, thẳng mặt, nghiêng. Chỉ có cái cổ nghiêng thôi. Đúng rồi, cười rồi, hơi nghiêng mặt phía sau nhìn ảnh nè, cười, cười. Rồi, lấy cái hoa lên che che nửa miệng tí xíu. Châu ơi, tranh thủ ơi, Châu ơi, sắp hết thời gian rồi kìa. Chị Châu còn một thí sinh với một cảnh toàn nữa ấy. Rồi, ok, rồi xong. Cho chị xin Quincy. Nhanh 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 nhanh. Rồi, Quincy đứng ôm người về cho chị. Tươi nha, máy thấp xuống xíu anh. Rồi, 1, 2, lên tí xíu, lên lên. Đúng rồi, 2, 3, cười, tươi nha, tươi. Rồi cho em một cái vô chung á. That's because she spent too much time with the second model. Yes, they still do not have the group photo yet. Cười, cười, nhìn máy á chị nè. Tươi nè, nhìn máy nè, hạnh phúc nè. Ngã đầu, cười, đúng rồi, chú rể của mình đẹp đôi nha, tươi. Bạn chỉ còn 3 phút và chưa có ảnh nhóm nha Châu ơi. Cười á chị, đúng rồi. Ok rồi, nguyên nhóm cho chị xin, em cảm ơn anh nha. Cảm ơn các bạn đâu rồi. Rồi tất cả rồi, bây giờ làm cho chị một tấm là các bạn cùng ôm lại giống như là. Đúng rồi, 1, 2, 3 hạnh phúc nè, chúc phúc cho bạn mình là 2, 3 cười. 2, 3. Anh cho máy lên xíu. Đúng rồi, 2, 3 cười. Vậy chặt mấy bạn lại luôn, chặt vô luôn. Chỉ còn 1 phút. 2, 3 cười. Rồi, che miệng cười. No, not yet. Cho chị một còn tấm toàn. Còn 30 giây nữa. Thôi. Mấy chục giây. Cứ dắt tay nhau đi nha, mình đi xem kẻ. Dắt xéo về phía này nè cho chị nè. Xéo về phía này. Out frame là không lấy được. Tranh thủ. Nào, không sao đâu. 4, tấm này em tính lấy thêm thôi, không 3, sao. 2, yeah. 1. Không sao, không sao. Hết giờ. Ok, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Huy. Thì nghĩ là có hình á. Tại vì thời gian nó gấp quá, đâm ra là cái hình group nó chưa có ổn. Dạ, yeah. Hy vọng có hình đẹp. Và bây giờ sẽ là phần thực hiện thử thách của team huấn luyện viên Thủy Tiên, cùng với sự hỗ trợ của quý ông Minh Kha, Á Quân The Next Gentleman và photo Vương Huy. 15 phút của các bạn bắt đầu. Tôi lên xe ơi, em phải sát chú rể hơn xíu nữa.
bó bông cầm lên. Hoa đẹp quá. Hoa đẹp hả chị? Mình là hoa nhập luôn hả chị? Vâng. Cao lên, em cứ đứng cao ngồi lên. Rồi, tụi đầu vô, đúng rồi đó. Tôi lên bé ơi. Bó hoa phải là chủ thể chính nha. She's too tall. Because you don't see any of the feet. Take off the shoes, she's okay. Yeah. Nghiêng người qua. 3/4 người. Đúng rồi đó. Rồi, đây, đúng rồi. Đó, rồi, nghiêng đầu qua. Yes, hoa better. Để đây cũng được. Đó, đúng rồi, đó, đẹp. Chợm vía, đẹp. Nhưng anh tụi bé đẹp quá nè. Yes. Đẹp quá, rồi, một tấm nhìn vào ống kính nha. Tươi lên, ánh mắt cười đâu, đúng rồi. Oh nice, okay. Oh my god. Hồi sáng cái lớp học cũng rất ăn ảnh. Ok, có hình rồi, đổi người. Ui ma. Yes. Not bad. Well, this candidate, she was one of the top 40 this morning. Really? Nhớ cho chị một tấm bế em lên nha. Đó, ngã người ra, ngã hết người ra. Good energy. Chân cong lên nè. Chân phải cong lên. Chả mặt về ống kính chút xíu. Cái váy đó, khi mà đi khó mà ra chân. Để làm cái thế. Wow. Đúng rồi, đưa bó hoa ra đằng trước nha. Bế luôn, anh Kha bế bạn lên luôn. Oh my goodness. Đúng rồi. À, dễ thương quá. Chả mặt về ống kính cho Tiên nè. Coi chừng hoa che chú rể nha. Dễ thương quá, dễ thương quá. Rồi, sát mặt vô nữa. Sát mặt nhưng mà chả anh Kha xoay qua bên đây chút xíu. Đúng rồi, để thấy mặt bạn và hoa nha. Good, good. Chả mặt nè. Rồi, hai người chụm đầu vào nhau đi. Ok, đổi đi. Good. Tươi lên nè, ánh mắt đừng mơ màng nha, tươi lên. Cầm hắt vòng lên phía trước, đừng chỉ lên trời. Thêm một tấm nữa nha. Cái van chưa được đâu. Check hình. The girl should be standing at the monitor so they can look and see yes, what right. is good and what is right. not good. Cười tươi lên, chưa tươi nè chị Nhi ơi. Cười. Răng đẹp, cười cho em. Được rồi, chị nghĩ có hình rồi, đổi người. She's so shy. Yes, I think she is a dark horse. Hân vô trước đi, mi cuối cùng. Chị Hân cười mỉm rất đẹp, đúng rồi. 3/4 để thấy cái xương quai hàm của mình. Rồi, tươi lên. See, that is very nice as well. It looked like a candid shot of them dancing. Yeah, that was good. Yeah. Yes. Hân chả mặt qua chị Hân ơi. Hình như hình hơi chóa đúng không? Ooh. Gần đèn quá. Lùi lại nửa phút. Sao đứng gần đèn quá? Yes, đưa mặt lên. Dễ thương quá. Rồi, ok. Anh ngồi ghế nha. Ý. Trời. Chị ngồi xuống đây. Hốt luôn chú rể. Đừng làm mất anh Kha quá. Rồi, ngã người vô. Đúng rồi, tay cầm vô, đúng rồi. Khoan anh. Rồi, tay nắm vô nè. Nắm tay chồng. Hai chân chị phải ra đây. Tôi lên. Tôi lên. Nó bị vậy. Chị nghiêng cái đầu gối ra phía này, đúng rồi. Đúng rồi, dựng cái này lên. Bó hoa nghiêng qua chút xíu đi, nghiêng qua bên trái chút xíu. Ngã đầu vào chồng mình. Không có đau khổ nha. Yes, cho em một tấm nhìn thẳng vào ống kính. Mắt tươi lên, cười mỉm nha. Còn 5 phút nữa là hết giờ nha Tiên. Cho em một tấm cận nha. Tươi lên, chị My ơi, tươi lên, lấy chồng. She looks sad. Yeah. Why she looks so she sad? She was like that this morning. I don't know the reason why. Hai tay nắm vào bó hoa nghiêng lại, đúng rồi, thấy cái ngực mình nè, ngực mình đẹp nè. Cảm ơn anh Kha nhiều. Ba người ngồi đằng sau phải chườn mình về phía trước để không bị mất hình nha. Rồi, chụp đi, cứ chụp đi. Sát mặt vô nhau, tươi lên, biểu cảm quan trọng. Sát đầu vào nửa mi, sát đầu vào nửa. Năm người chụm đầu vào nhau luôn. Rồi, 1, 2, 3, cười. Mi sát vô nửa mi. Mi ơi. Rồi, bỏ ghế ra. Làm tấm sáng tạo đi. Gần nhau lên. Đây, đi trước xong rồi các bạn eo sau. Kiểu như chị em vừa đi vừa cười ấy. Sát vô nhau nha, coi chừng outframe. Trời ơi, bó hoa của người ta. Gom lại, ngã người, đúng rồi, cười tươi lên. Mi ơi, cười đi Mi. Mi vui lên Mi ơi. Rồi, thêm một dáng nữa là mình xếp đội hình lộn xộn đi. Rồi, đúng rồi đó. Còn một phút. Một phút. Không có văn hoa nha mọi người ơi. That's not good. Rồi, tràn ra rồi, out frame rồi. Đi ít thôi, 1-2 bước thôi. Oh my god. 1-2-3. Tươi lên. Hân để hoa thấp xuống để không che mặt bạn mình nha. 5-4-3-2. Cười. 1-0. Hết giờ.
Hồi nãy quăng bó hoa ấy. Nhà tài trợ đang ngồi ở đây mà hôm nay chủ thể chính là bó hoa. No, she feels very bad. Đến cuối đang rất là tốt luôn. Tôi xin chúc mừng 4 vị huấn luyện viên, các bạn đã hoàn thành xong cái phần thử thách của team của mình. Và bây giờ sẽ là 10 phút để các huấn luyện viên lựa chọn hình ảnh và nộp về cho ban giám khảo. Các bạn lưu ý, những bức hình mà các bạn lựa chọn và nộp về cho chúng tôi sẽ là những sản phẩm cuối cùng mà chúng tôi sẽ chấm kết quả trên đó, bất kể quá trình làm việc của các bạn như thế nào. Và bây giờ sẽ là 10 phút lựa chọn của các bạn. Hồi nãy giờ chị cực kỳ thích đội đầu tiên luôn trong 4 đội. Nhưng em quăng cái bó hoa như vậy trước mặt chị, một người tài trợ, thì chị thật sự chị cũng không biết nói sao luôn. Dạ. Yeah. Em thay mặt team xin lỗi chị và em cũng sẽ dặn các bạn là những cái này mình sẽ chú ý lần sau. Rồi rồi. Dạ. Yeah. Ok chị. Yeah. Ok em bình thường. Không, chị không cảm với tụi em. Ok em. Các huấn luyện viên cùng thí sinh của đội mình vừa hoàn thành xong phần thử thách chính. Ban giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên thành phẩm của các đội. Mỗi bức hình nếu có từ 5 sự đồng ý trở lên sẽ giành được 1 điểm. Đội của huấn luyện viên nào có số điểm cao nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng. Xin được chào mừng tất cả các huấn luyện viên cũng như các thí sinh đã quay trở lại với vòng đánh giá văn loại. This is your first time being a mentor and I am very very impressed, but I know that you all learn now. Being a mentor is a very, very difficult job. You have to pay attention to every detail, especially during a campaign. When you're doing a campaign with photo shoot, the mentor has to be in front of the monitor so you can see everything. But how you do that, but you have to be on set to help fix the dress, fix the flowers. The technique is, you get your team to help you. So today, the problem that every team faced was a lot of the ladies were taller than our models. Two ways to help you. One, the ladies take off your shoes. Yes. Because you can't see anyway because the dresses are long, right? And most of your photos are this much. Or use the chair, which a lot of you mentors use, which was good. Những cái lời của chị kết vô cùng là quý giá. Chị là một người đã làm huấn luyện viên có lẽ là kỳ cổ, có thể là nhiều năm hơn cả chúng ta vào nghề. Tất nhiên là chúng ta là những huấn luyện viên trẻ, bản thân chúng ta sẽ còn phải học. Và những cái vừa rồi là những cái kỹ năng mà theo chị không dễ gì mà tự dưng một người ở quốc tế và chúng ta có thể nghe được điều đó. Nhưng mà hôm nay thì chị chỉ cho tất cả các em, chúng ta mới chỉ bắt đầu một chặng đường thôi. Và với cái tiềm năng này của 4 huấn luyện viên thì chị tin rằng là bọn em sẽ còn tỏa sáng nữa. Và các thí sinh cũng vậy, ngày hôm nay các bạn cũng đã cố gắng hết mình. Chị cũng cảm thấy rất là tự hào khi mà năm nay có 4 huấn luyện viên tuyệt vời như vậy. Và ngay bây giờ thì sẽ là những bức hình các huấn luyện viên đã tự tay chọn. Và chúng ta sẽ tới với phần đánh giá cho team đầu tiên là team của huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa. Xin mời ạ. Đối với team của Quỳnh Hoa thì các bạn là cái team thi đầu tiên, cho nên là nó cũng sẽ có nhiều những cái khó khăn, bởi vì các bạn không có đủ cái thời gian để mà mình ngồi mình suy nghĩ chiến lược hay là mình xem, mình rút kinh nghiệm từ sai sót của những cái team khác. Cho nên anh cũng có phần thông cảm về điều đó. Các bạn lựa chọn những tấm hình lên đây thì anh thấy nó có một số vấn đề. Có một số tấm thì là bóng của các bạn nữ đổ lên mặt bạn nam hơi nhiều. Có tấm thì cái hoa lại che cái phần thân hình của bạn nam lại. Có một số tấm thì hai cái nhân vật ở trong cái câu chuyện này nó chưa có cái chemistry tốt. Có đôi chỗ thì cái biểu hiện của cái thí sinh không có thể hiện được cái sự hạnh phúc. Tuy nhiên có một cái điểm anh rất thích, đó là cái tấm hình group của tụi em. Thì đây là cái tấm mà anh đánh giá là nó có cái sự khác biệt hơn so với tấm group của các nhóm còn lại. Theo như quan điểm của chị thì khi mà Hoa chụp thì chị không thấy cái quá trình của Hoa tốt. Nhưng mà Hoa rất là thông minh. Ví dụ như là cái tấm của Bolo, Hoa hoàn toàn xoay nghiêng biểu cảm của Bolo và để lấy cái khoảnh khắc hạnh phúc. Chị chắc chắn nếu như em chọn tấm dọc thì Bolo không có tấm đẹp. Kể cả Shisa cũng tương tự, đặc biệt là Casey.
bạn đi xoay nghiêng và em ăn gian được, tức là em biết cách làm cho cái tổng thể bộ hình nó khác, mà trong khi lúc đấy chị không hề thấy bọn em chụp tốt. Một cái điều nữa anh hơi thấy tiếc đó là Quỳnh Hoa còn hơi nhẹ nhàng quá trong cái việc điều khiển team của mình và bạn chưa đủ lăng xả. Em có thể nói được không ạ? Ban giám khảo ở đây nói là em không lăng xả vì thí sinh, đó là điều sai. Tại vì chính thật của team em, các bạn đều là những người có kinh nghiệm và là người mẫu, thì em muốn các bạn bộc lộ hết tất cả những khả năng, những điều mà các bạn có để cho ban giám khảo ở đây để nhìn thấy. Bởi vì em là mentor và em nhìn được cái monitor của các bạn và em sẽ chỉnh các bạn trên dáng của các bạn. Điều đó là em đã bàn với các bạn từ trước và đó là lý do ngay từ đầu là em chưa có vào ngăn luôn cho các bạn. Anh hy vọng là ở những cái thử thách sau Quỳnh Hoa sẽ lăng xả hơn, máu lửa hơn để truyền được cái năng lượng đó cho tới thí sinh. Phạm Kiên, bạn là người mà trực tiếp làm việc với các thí sinh của team Bộ Quỳnh Hoa, thì cái sự chủ động hay là cái sự đánh giá của bạn như thế nào? Xin chào tất cả các bạn. Thì mình cũng chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành rất là tốt phần thi của mình. Mình thấy có bạn là Đan Tiên, là người mà chủ động đưa ra những cái yêu cầu cho mình là chụp ảnh như thế này để mà làm cho cái phần thi không bị chết đi nhiều thời gian. Chúc mừng bạn. Và bây giờ thì từng tấm hình sẽ hiện ra, và nếu như các giám khảo cho tấm hình đó đẹp thì hãy giơ tay. Mỗi tấm hình thì các bạn sẽ được một điểm. Bắt đầu từ tấm hình đầu tiên ạ. 3, 2, 1. 4/9. Quỳnh Hoa có một điểm. Tiếp ạ. 3, 2, 1. Quỳnh Hoa có 2 điểm. Tiếp ạ. 3, 2, 1. Xin chúc mừng Quỳnh Hoa, bạn đang có 3 điểm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bộ hình team của huấn luyện viên Mai Ngô. Ở dưới nhìn thấy Mai Ngô điều chỉnh cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật lấy ánh sáng để các bạn có những cái tấm hình tốt hơn. Đó là cái điểm cộng đầu tiên đối với Mai Ngô. Một cái điểm cộng nữa của Mai Ngô đó là bạn ấy phân bổ thời gian rất là hợp lý với tất cả các thí sinh. Mai Ngô cũng tạo được cái mood cho các bạn. Đối với các thí sinh của Mai Ngô thì gần như là các bạn tạo cho tôi cái cảm xúc đó là rất là hạnh phúc. Nhưng bất ngờ rằng team của Mai Ngô còn nhiều tấm hình đẹp hơn như này nữa, nhưng mà lại không thấy xuất hiện trên màn hình. Đề bài của mình giao cho các bạn đó là một bộ ảnh cưới. Nhưng mà theo cái gu mà bạn chọn này thì tôi đang nghĩ là bạn có phần hiểu lầm đề bài, bạn đang chọn một bộ ảnh thời trang. Có một số cái tấm hình đơn của thí sinh á, Mai Ngô đang chọn cái tấm đó thí sinh chưa được đẹp. Mà anh nghĩ là trong quá trình Mai Ngô làm việc với team thì các bạn có nhiều tấm ảnh đẹp hơn như vậy. Mỗi bạn ở đây đều có một cái spotlight riêng của mình. Em không chú trọng vào một bạn nào cả. Em đều thấy được cái sản phẩm của mình và em rất là hài lòng về nó. Minh Khắc, khi mà em làm việc với team thì em cảm thấy như thế nào? Khắc rất may mắn khi mà được làm việc với hai team. Thì với team Mai Ngô là cái team mà Khắc đánh giá là năng lượng nhiều nhất. Và mỗi một bạn á, là một cá tính riêng và các bạn luôn biết mình cần cái gì, làm như thế nào và chỉ đạo trực tiếp cho Khắc luôn. Cho nên Khắc làm việc với team Mai Ngô rất là dễ. Và Khắc tin là Mai Ngô sẽ có rất nhiều bức hình đẹp hơn của các bạn chứ không phải là những cái tấm hình này. Và cho xem từ tấm hình đầu tiên ạ. Rồi hãy nhìn cái biểu cảm của bạn Nicky. Ở đây á, bạn có cố cười nhưng mà cái nụ cười nó không thực sự là hạnh phúc. Và cái cảm giác như là bạn đang rất là nặng, bạn đang đổ toàn bộ vào phía chú rể. Mà trong khi cái pose áo của Minh Khắc rất là tốt này. Tiếp tấm thứ hai. There's no connection between the bride and the groom. And you're too far apart for the contestant. This is not the best photo of her face. Có một cái điểm cộng nữa của team Mai Ngô đó là các bạn thí sinh ấy, là mình thấy rằng các bạn rất là chủ động đề xuất với bạn diễn của mình. Mà cái điều này ở các team khác là mình chưa thấy có. Rồi mình hãy nhìn vào tấm hình này. Hoàn toàn là mặt chú rể là tan biến luôn.
cái chủ đề ngày hôm nay là khoảnh khắc hạnh phúc. Anh cảm thấy là cái người rất hạnh phúc khi mà làm việc với mọi người, cho nên là rất là tiếc khi mà những cái khoảnh khắc hạnh phúc đó nó không được ở trên này. Còn riêng đối với em trong cái tấm hình này thì đây là một cái tấm hình thời trang tuyệt vời luôn. Nhưng mà nó lại không phải là một cái tấm hình cưới. Không biết là Mai có quên cái việc là mình check cái sản phẩm cuối cùng ở trên màn hình không? Tiếp theo, chú rể đang rất là hạnh phúc nhưng mà hãy nhìn biểu cảm của cô dâu. Chị nghĩ rằng là Mai nên có một cái nhìn tổng quát hơn. Tại sao đối với team của em mọi người phải nhận xét rất là kỹ? Tại vì thực sự là trên set chị nghĩ rằng là cả trường quay đều tin tưởng rằng là đây là một cái phần thi rất là mút. Chính vì như thế mà các giám khảo rất là sốc khi mà nhận cái thành quả này. Có rất là nhiều cái post, cái những hình đẹp. Nhưng mà về cái lý do là mình bị cháy sáng nên bắt buộc em phải lựa những cái phương án an toàn để có thể được nhìn thấy cái tấm hình nó rõ ràng. Bọn chị sẽ không chấm về cái vấn đề ánh sáng, vì đấy là lỗi của photo. Khi bọn chị ngồi trên này, bọn chị khẳng định là bọn chị có nhìn vào màn hình và có rất nhiều tấm hình mà chị rất là ưng ý, nhưng mà không thể nó xuất hiện ở đây. Em cũng rất là bất ngờ khi mà check hình á, những cái bức hình mà em thấy được trên set, em rất ưng để mà moving on, để mà tiếp theo với các thí sinh khác, mà đến đó thì nó lại cháy sáng hết và không thể nào chọn được. Các team khác họ cũng có cùng cái điều kiện như nhau và họ vẫn có những tấm hình không bị. Thì chúng ta phải đánh giá trên một cái mặt bằng chung, đúng không nào? Và bây giờ thì là cái thời khắc vote của mọi người ạ. Xin mời 3, 2, 1 ạ. Tiếp ạ. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mai Ngô có 1 điểm ạ. Như vậy là đối với Mai Ngô có một bức hình đẹp tương đương với 1 điểm. Vô cùng tiếc cho team Mai Ngô lần này. Bởi vì cái thành phẩm mà các bạn quyết định lựa chọn để nộp cho chúng tôi không tốt. Bây giờ thì sẽ đến phần đánh giá lại của team huấn luyện viên Quỳnh Châu. Watching you work was like watching myself. Me, I couldn't look. I get getting goosebumps. Yeah. Yes. Because the way you executed everything was just like I did when I was mentoring. I took off my shoes. I was yelling, "Photographer, go in closer. I want this shot. I want this shot. No, no. You know, just, it was like, look, I get not like a queen in the photo shoot anymore. But your problem was you managed the timing wrong. You know, because you're the second contestant that went, the first 5 shots, because you weren't watching the monitor, she had the best photo in the first 5 shots. You could have gone on to the next girl already, but unfortunately, you know, it's okay. You all did very, very beautiful, and the ladies looked wonderful, but you girls, you know, the mentor is the conductor of the team leader, so the girls have to listen to you, but thank you very much. You did very, very great. Cái thông điệp mà mọi người mang đến từ cách chụp hình cho đến tất cả mọi thứ đều rất là ý nghĩa. Mỗi đội đều có cách thể hiện cái sự hạnh phúc trên gương mặt của tất cả các bạn thí sinh theo từng cách riêng của tất cả các huấn luyện viên. Rất là xúc động. Cảm ơn tất cả mọi người. Như cảm giác lúc mà vào chụp hình á, Châu không bắt tất cả các bạn trong team đổi dáng quá nhiều, mà một bạn chụp đúng một cái kiểu bâu dáng nhưng mà nó ra một cái tấm hình đẹp nhất. Khi mà ở ngoài nói là chỉ còn 5 phút nữa thôi thì Châu vẫn không có bị lung lay. Các bạn trong team cũng như vậy. Anh thì anh hơi không đồng ý với Như tí xíu. Như nói là bạn còn 5 phút nữa bạn không lung lay, không nao núng gì hết, thì bản thân anh lại cảm thấy Quỳnh Châu là người phân bố thời gian không tốt. Giai đoạn cuối cùng em bị gấp, những cái ảnh phía sau của em không được chất lượng tốt như các ảnh đầu. Có một cái khuyết điểm đó là vì Châu tập trung nhiều quá cho tất cả các bạn thì hai bạn cuối cùng là hai bạn lại hơi thiệt thòi một xíu, không được thể hiện mình nhiều và cũng như là không được có những cái tấm hình đẹp nhất.
trong cái buổi chụp hình ngày hôm nay? Minh Khắc, trong quá trình làm việc với hai team thì em so sánh hai nhóm thí sinh như thế nào? Team Quỳnh Châu là các bạn vẫn còn chưa vững về cái việc chụp hình. Rất may cho các bạn là các bạn có một huấn luyện viên đã làm rất tốt vai trò của mình. Và các bạn cũng rất là chịu lắng nghe và đủ bình tĩnh để làm theo huấn luyện viên của mình. Khắc cảm thấy là khi làm việc thì nó không có nhiều cái sự kết nối cũng như là cái sự hạnh phúc, nhưng những cái bức hình thì nó có. Và bây giờ chúng ta sẽ biết rằng là Quỳnh Châu sẽ có bao nhiêu tấm hình đẹp. 3, 2, 1. Tiếp ạ. Ba, hai, một. Tiếp ạ. Tiếp ạ. Như vậy là Quỳnh Châu bạn có 3 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ tới với phần đánh giá của team huấn luyện viên Thủy Tiên. Bắt đầu từ tấm hình đầu ạ. Cái cách cầm hoa của cô dâu rất là khác lạ. Cảm giác cái bó hoa được ngắm một cách trọn vẹn trong ánh mắt chú rể ngắm nhìn, và cái ánh mắt mà em nhìn lại, An Nhi nhìn lại rất là đẹp. Tiếp ạ. Các bạn cho chúng tôi cái cảm giác rằng là đây là một cô dâu chú rể thật sự, chứ không phải là các bạn đang diễn. Hãy nhìn cái cách mà hai người cầm cùng một cái bó hoa. Kha, cái lúc đấy em có cảm thấy là đây là cô dâu của em không? Dạ có. Mặc dù là hai người rất đẹp nhưng mà bó hoa vẫn là trung tâm, và cái tay mà chú rể đỡ cái lưng của cô dâu rất là tuyệt vời. Đây là trường hợp duy nhất mà chị không hiểu là tại sao lúc đó Tiên ra sức nói về cái biểu cảm nhưng mà em không thay đổi. Đi qua đâu. Cũng là một tấm hình rất là đẹp. Hãy nhìn cái cách mà bạn ấy cầm bó hoa cưới. Thực sự rất là nâng niu cái đó hoa luôn. Và hãy nhìn tấm hình này. Tất nhiên là không phải cô dâu nào cũng có cái ngoại hình hoàn hảo, nhưng mà em làm cho chúng tôi tin rằng là em là một cái cô dâu hạnh phúc. Kha cũng vậy. Cái cách mà Kha ôm em lên, chị cũng thấy Kha đầy hạnh phúc. Và Kha tin là em rất là xinh đẹp. Tấm hình này thực ra là một tấm hình an toàn, nhưng mà nó bị phá hỏng bởi cái biểu cảm của Huỳnh My. Em không cười trong khi em nhìn tất cả mọi người, mà trong khi lúc đấy Tiên ra sức nói rằng là em phải cười lên, phải cười lên. Nhưng mà em cứ làm những cái mà em thích. Em không quan tâm tới huấn luyện viên hay là mọi người đang làm gì cả. Cái đấy nó rất là khó hiểu. Và hoa thì đã che mất mặt của em. Và chị nghĩ rằng là Tiên phải khó khăn lắm mới có thể chọn được một cái tấm hình chung, tại vì cái biểu cảm của em. Minh Kha, cái quá trình làm việc với team Thủy Tiên thì bạn thấy như thế nào? Team của các bạn phối hợp khá là nhịp nhàng chứ chưa hẳn là ăn ý. Các bạn thí sinh thì ra những cái dáng liên tục. Kha rất là vui khi mà bạn yêu cầu Kha bế các bạn lên. Đúng là cái dáng nó hơi khó khăn đối với Kha, nhưng mà khi Kha được nhận lời mời đến đây để hỗ trợ các bạn thì mong rằng các bạn cũng hãy nhiệt tình như vậy, hãy đưa ra yêu cầu mà các bạn mong muốn. Và có một số bạn thì hơi cứng đầu một chút, bởi vì Kha nhận thấy là Tiên liên tục yêu cầu các bạn đưa ra biểu cảm tốt hơn, hạnh phúc hơn, tươi cười hơn. Nhưng mà bởi vì Kha nhìn vào mặt các bạn để diễn thì Kha quan sát là các bạn chưa có làm được cái điều đó. Thực ra hôm nay mình rất thích là bộ hình của đội Tiên luôn. Cái cách cầm hoa, cái cách nâng niu hoa rất là hoàn hảo. Nhưng hai lần mình cảm thấy không hài lòng đối với đội Tiên là một bạn để hoa lên bàn và rớt xuống một lần, gãy cái hoa. Chị đã chăm trước rồi, nhưng sau đó một bạn không biết gấp hay không, bạn ấy quăng thẳng một cái luôn. Bạn ấy cảm thấy không có trân trọng được cái sản phẩm mà chị làm ra ấy. Đó là một sự vô tình, nhưng chị muốn là có cái bó hoa nó nhanh để mình có thể trở lại về vị trí. Nhưng mà không ngờ thì nó lại thành ra một điều đáng tiếc như vậy.
Em biết một cái lỗi sai, mình không thể nào bao biện cho chuyện đó được. Và em cũng mong là bạn chân thành, bạn biết lỗi của bạn. Và quan trọng là cái người biết sửa sai mới là cái người đi đường dài nhất. Cho nên là em xin thay mặt team của em với vị trí là mentor, xin lỗi chị Anna và giám khảo và tất cả mọi người vì cái sự cố đáng tiếc đó. Ý kiến của cá nhân anh là cái người mà giao đề cũng như là giao thể lệ, thì từ lúc nãy anh có nói là chúng tôi sẽ chấm trên sản phẩm bất chấp quá trình. Tuy nhiên, cái quá trình này, cái vi phạm này không thuộc về cái quá trình các bạn làm việc, mà nó thuộc về nhiều hơn cái phạm trù, đó là cái đạo đức của nghề nghiệp. Không chỉ riêng đối với cái sản phẩm mà mình đang PR hay là mình đang quảng cáo chụp hình đâu, mà kể cả những cái bộ trang phục hay đạo cụ của các bạn, mình làm nghề này mình sẽ phải tôn trọng nó. Cho nên anh nghĩ đây sẽ là một cái bài học rất là quan trọng tới tất cả các thí sinh ở đây luôn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cho huấn luyện viên Thủy Tiên và các bạn biết rằng là các bạn sẽ có bao nhiêu điểm với bộ hình này. 3, 2, 1. Một điểm ạ. 2 điểm ạ. Tiếp ạ. 3 điểm ạ. 4 điểm ạ. 3, 2, 1. Thì chúc mừng Thủy Tiên, bạn có 4 điểm. Và với số điểm như vậy thì huấn luyện viên Thủy Tiên sẽ là huấn luyện viên chiến thắng của ngày hôm nay. Khoan. Tuy nhiên, hành động ném hoa của bạn khiến cho nhãn hàng ngày hôm nay không hài lòng. Và cái số vote của nhãn hàng sẽ tương đương với 2 vote. Cho nên nếu như ngay lúc này chị Anna chị đồng ý với lời xin lỗi của Thủy Tiên thì chị sẽ giữ lại số điểm của Thủy Tiên. Còn nếu như chị không đồng ý thì đội Thủy Tiên sẽ còn 2 điểm. Chị, cho em xin phép chút. Đối với em cũng là chủ của một nhãn hàng. Em thì em không nói là em đem cảm xúc vào công việc binh đội của huấn luyện viên Thủy Tiên. Trong cái lúc mà chuẩn bị chụp những cái giây cuối cùng, Tiên có hỏi là còn bao nhiêu giây, anh Tiến mới trả lời chỉ còn vài giây nữa thôi. Thì lúc đó là nhanh, bạn gấp quá quăng đi cái bó hoa. Bạn chưa có đủ kinh nghiệm hiểu được là không làm như thế nào để tôn trọng một nhãn hàng. Khoan cho em nói hết. Không đồng ý quan điểm của Như. Mình đã nói ban nãy, tức là mình có thể cả một cái quá trình. Nhưng mà vội thì chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng vội mà, đúng không? Rất là vội mà. Không, team nào cũng vội. Không. Nhưng mình không bao biện được. Bởi vì cái sản phẩm mà nhãn hàng đã xuất hiện ở đây là phải trân trọng. Và có giỏi đến mấy, sản phẩm có ok đến mấy, nhưng nếu như không trân trọng nhãn hàng thì không thể được. Bạn vẫn sai vì không trân trọng nhãn hàng. Nhưng em ở đây em thấy được từng hành động của bạn, nó xảy ra một cách rất tự nhiên. Và cái bạn quăng đó hoa đó đã khóc rất là nhiều. Em hiểu hai chị đều là thật nhãn hàng. Không, cho chị nói, chị nói hình như đang ngồi đây là chiếc ghế nhân ái mà. Chị chia sẻ với nhãn hàng cái câu chuyện đằng sau để nhãn hàng hiểu thêm okay. Nhiều cái thôi. Yes. Đó. Chị cũng không khó khăn nhưng chị đang chia sẻ. Em hiểu chị Hà, anh chị Xuân Lan em hiểu. Rồi, bây giờ thì... Cho xin phép hát bài nha, áp lực quá. During a campaign, every minute, every second is very important. For the contestants, you have to also pay attention to detail. There is no room for error. You cannot make a mistake. You have to be mindful. You have to think. You have to be a good listener. If your mentor says, do this, do that, you have to do it. You can't just not hear her. Because if you don't, then if you lose, you will be cut from this competition. This is a big lesson to be learned. Okay, thank you, Piloke. Tất cả những cái lời mà Thủy Tiên cũng đã nói rồi, các giám khảo cũng đã nói rồi, và bây giờ hãy cho chúng tôi biết rằng là nhãn hàng, chị Anna, chị quyết định cắt hay không cắt điểm số của team huấn luyện viên Thủy Tiên. Mình đưa một cái nhãn hàng của mình đến, không phải riêng nhãn hàng của chị, nhưng tất cả các nhãn hàng của những người ở đây hoặc là những người sau này, thì chị mong là đội của em sẽ trân trọng những nhãn hàng mà mọi người đem tới. Xin lỗi em. Và như vậy thì rất tiếc phải thông báo rằng là huấn luyện viên Thủy Tiên, bạn sẽ không còn là huấn luyện viên chiến thắng trong ngày hôm nay.
Anh Nhi cảm thấy thật sự Nhi là một người có lỗi trong chuyện này. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với phần công bố đâu sẽ là đội chiến thắng, thì chúng tôi cũng có một giải thưởng dành cho Best in Wedding Dress ngày hôm nay. Xin phép được mời bạn Đan Tiên. Xin phép được mời bạn Mỹm Trần. Một trong hai bạn sẽ giành giải thưởng Best in Wedding Dress tối nay. Và người chiến thắng sẽ nhận được một năm sử dụng hoa miễn phí tới từ thương hiệu hoa Hanava, cùng một đôi giày cao gót tới từ thương hiệu Chinisu. Người giành giải Best in Wedding Dress ngày hôm nay thuộc về Đan Tiên. Và như vậy thì Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu đang là hai huấn luyện viên có 3 điểm. Một trong hai bạn sẽ trở thành huấn luyện viên chiến thắng ngày hôm nay. Nhìn lại tất cả những cái xuất hình mà nhóm mình đã cố gắng thì mình nghĩ là nhóm mình đã làm tốt. Còn lại thì mọi quyền quyết định sẽ thuộc vào nhóm khảo. Và các giám khảo đã vote để xem là đỏ hay cam sẽ là đội chiến thắng. Và xin mời Chiêu Hộp ạ. Trong đây là số vote của giám khảo và Giang sẽ bóc để biết được là team chiến thắng sẽ là team nào. Là phiếu đầu tiên có màu đỏ. Là phiếu thứ hai có màu cam. Cam. Đỏ. 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 Là phiếu thứ bảy. Có màu đỏ. Như vậy thì không cần mở đến lá phiếu này, team chiến thắng ngày hôm nay là team của huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Đương nhiên là 100% team của huấn luyện viên Quỳnh Hoa sẽ thắng rồi. Không thể nào mà thua được hết đó. Lúc này mọi người chấm trên điều kiện gì em cần được biết để có sự thuyết phục cho team của em cũng như là rút kinh nghiệm cho lần sau ạ? Mình đi thi mà 10 điểm là 10 điểm, tức là hai bạn mà 10 điểm thì là hai bạn đó đều là giải nhất. Lý do chị lựa chọn để vote cho màu đỏ như sau. Team Quỳnh Hoa, bạn ấy là người phân bổ thời gian rất hợp lý. Ở team đầu tiên mà bạn ấy làm, sản phẩm tập thể của bạn ấy mình thấy rất là ok. Bằng lý do đó thì mình đã lựa chọn team đỏ. Bản thân em cũng phải chấp nhận một điều rằng là tấm ảnh cho ra của đội huấn luyện viên Quỳnh Hoa quá tuyệt vời. Một cái bút cũng quá đẹp. Có 9 người và tỷ số là 5-4. Chị không nghĩ nó là một cái điều gì đấy quá bất công hay gì cả. Không, em biết là nó không bất công, em chỉ muốn chị hiểu là chị đang nói cái ý của chị. Chị cũng rất hiểu cái tâm trạng của em. Em không thể hỏi từng giám khảo nói cái lý do của họ được. Chị Hà đã trả lời cái quyết định của chị ý. Trong cái câu trả lời đó nó có cả vấn đề về quá trình chứ không chỉ là câu chuyện về ảnh. Nhưng mà nói về quá trình thì team của em làm việc rất là đoàn kết mà. Phân bổ thời gian và kết quả sản phẩm tập thể của em lại không tốt. Kết quả sản phẩm tập thể thì mọi người cũng đã chấm ở phần cuối cùng. Thì nếu mà so về hình tập thể thì tụi em cũng có quyền nói là tụi em có hình cá nhân nhiều hình đẹp hơn Hoa. Em nghĩ là nếu như vậy thì team của em có thể cùng với team của Hoa chiến thắng. Cảm nhận về quá trình, mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng. Có người họ đặt nặng cái vấn đề phân bổ thời gian, sẽ có người đặt nặng cái tính liên kết giữa mentor và thí sinh, có người là đặt nặng cái tính chủ động của thí sinh hơn. Đừng buồn, tỷ lệ 4 và 5 mà. Thua là thua rồi chị. Thua là thua thì bây giờ chúng ta sẽ có huấn luyện viên chiến thắng. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Luật chơi là luật chơi. Nếu mà chị Giang đã nói như vậy thì mình tôn trọng. Mình coi như là học tài thi phận đi. Bản thân chị là một người quan sát thì chị cảm thấy rằng là trong team của em có rất là nhiều bạn thí sinh là người mẫu. Nhưng mà thực sự các bạn chưa hề bộc lộ được cái khả năng của mình. Và bản thân em cũng vậy. Chị cảm thấy rằng là em rất là giỏi trong việc em lựa chọn hình. Đấy cũng là một chiến thuật và cũng là một cái khả năng của em. Nhưng mà hãy cẩn thận ở những cái thử thách sau. Đừng có để cái chiến thắng của mình chỉ là một cái chiến thắng may mắn. Và bây giờ thì chiếc ghế này thuộc về em. Và với team của Quỳnh Hoa thì có một bạn thí sinh Đan Tiên đã nhận được giải The Best Wedding. Và Hoa nghĩ rằng đây cũng là một chiến thắng thuyết phục và dễ hiểu thôi. Ai cũng muốn đứng ra bảo vệ đàn con của mình. Và Hoa nghĩ rằng là đấy là một cái cảm xúc rất là bình thường của chị Châu. Và Hoa rất là tôn trọng điều đó. Theo như luật chơi, em sẽ được gọi tên một team an toàn, không cần cử thí sinh vào vòng loại. Và em chọn đó là team nào?
Tiên đã bị mất đi 2 điểm của mình. Hoa rất là tiếc cho Tiên. Và Hoa nhìn thấy là sự cố gắng của tất cả các bạn thí sinh trong team của Tiên. Cái lựa chọn này Hoa sẽ dành cho Tiên. Xin chúc mừng huấn luyện viên Thủy Tiên. Và ngay bây giờ thì huấn luyện viên Quỳnh Châu và huấn luyện viên Quỳnh Mai, hãy cho chúng tôi biết hai cái tên trong team mà các bạn sẽ gửi vào phòng loại là ai. Good save. She deserved to be saved. It's good. I do respect and believe that. Yeah, very good. Tại vì các bạn làm rất là tốt. Team mình safe rồi. Yes. Rút kinh nghiệm lần sau, ngày mai phải cố gắng nhiều hơn. Mình hãy làm như mỗi ngày là không còn gì để mất. Yeah. Cứu chị em ơi, cứu chị. Ở ngoài chị sẽ giúp hết sức nên là... Trời, xỉu. Thảo là không có nhiều hình. Mà thực sự ra là chị thấy là đã có hình an toàn rồi. Em làm không tốt. Tham gia mấy cái này khó chịu thế nhở. Thật sự chị thấy là các bạn rất là xứng đáng để bước tiếp. Giờ chị cũng biết nói sao nên bây giờ chị không có bảo vệ được mọi người á. Là chị mong là bạn mà chị gửi vô sẽ không có buồn chị. Chứ thật sự không biết chọn ai. Không ai vào được. Không ai vào được quân đội. Bây giờ phần còn lại cũng chưa chắc thôi mà, tụi em có thể vào và thuyết phục huấn luyện viên. Quan trọng là cái quyết tâm của mình phải thật nhiều. Mình phải nói thật sự là mình muốn gì á. Ngay lúc này, hãy cho tôi biết hai thí sinh mà mỗi huấn luyện viên sẽ đưa vào phòng loại là ai. Xin mời huấn luyện viên Quỳnh Mai. Thí sinh mà em đưa vào vòng loại đó chính là Diệu Thảo và Huy Hoàng. Cảm ơn huấn luyện viên Mai Ngô. Và xin mời Diệu Thảo và Huy Hoàng bước lên vị trí. Đã bước vào đội của chị Mai thì em sẽ tin tưởng, tôn trọng tất cả các quyết định của chị Mai, bởi vì em tin vào chiến thuật của chị Mai và bản lĩnh của chị Mai trong việc đưa thí sinh của mình vào trong vòng loại. Và huấn luyện viên Quỳnh Châu, đây là thời khắc mà Châu sẽ phải nói ra hai cái tên. Thật sự là Châu không có lý do gì để đưa bất kỳ bạn nào vào phòng loại cả. Nhưng mà mình là đội thua cuộc nên Châu sẽ chấm trên cái việc mà những bạn đã mang điểm về cho đội. Và Châu giữ 3 bạn mang được điểm về cho đội ở lại. Hai cái tên mà Châu quyết định đưa ra cho vòng loại là Kha Nữ và Quincy Lê. Và luật chơi của tập này, huấn luyện viên chiến thắng sẽ loại một thí sinh và ban giám khảo sẽ loại một thí sinh. Khai Nữ nghĩ rằng bản thân Khai Nữ rất là yếu và Khai Nữ vào vòng loại cũng là một cái điều rất là đương nhiên. Mỗi bạn sẽ có thời gian để nói lý do mà các bạn xứng đáng được ở lại. Dạ vâng ạ, em xin chào tất cả mọi người, xin chào ban giám khảo và xin chào chị Quỳnh Hoa ạ. Em bước ra từ một gia đình xuất thân rất là bình thường và cũng không có nhiều trải nghiệm về ngành nghệ thuật. Em biết rằng khi em đi theo con đường này thì bản thân của mình cần phải trau dồi và học tập nhiều hơn nữa. Nhưng nếu như trong một khoảng thời gian ngắn mà bản thân của mình không có đủ trình độ thì ngày hôm nay kết quả này là xứng đáng. Nhưng nếu như câu chuyện của em có thể lan tỏa tới tất cả mọi người xung quanh rằng tôi là một người chuyển giới và tôi chấp nhận ngày càng hoàn thiện bản thân của mình hơn nữa để phát triển, để cống hiến và để mang tiếng nói này ra xa hơn, thì em mong rằng các vị ở đây sẽ cho em một cơ hội để ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn ạ. Xin cảm ơn. Em cảm thấy rằng là em đã tự hào về chính bản thân mình, bởi vì ngày hôm nay mình làm không tốt. Mình chấp nhận điều đó. Em nghĩ rằng là trong cái set chụp ngày hôm nay, trong cái buổi photoshoot ngày hôm nay, em đã thể hiện cái sự thay đổi của mình bằng việc là em đã cố gắng hết sức để có thể hỗ trợ team mình có những bức ảnh đẹp nhất. Và đặc biệt là trong phần thể hiện của riêng bản thân mình thì em cũng đã cố gắng tập trung cũng như là chủ động nhất có thể đối với người bạn diễn của mình. Và em nghĩ rằng là với cái tinh thần cầu tiến như vậy thì cái việc mà em có cơ hội được tiến xa hơn, nó không chỉ là một cái sự hy vọng, sự tin tưởng mà bản thân em dành cho cái quá trình cố gắng của mình, mà nó còn là một cái minh chứng cho
cái mục tiêu ngay từ ban đầu em đã đặt ra khi đến với chương trình, đó chính là dù bạn là ai, dù bạn như thế nào, thì ở bất kỳ một giai đoạn nào, bạn hãy luôn bình tĩnh, luôn phấn đấu, sẵn sàng làm việc, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng phát triển và sẵn sàng trau dồi. Và khi mà em có cơ hội đi xa hơn thì em sẽ còn chứng minh hơn như vậy nữa. Dạ, em xin chào mọi người, em là Quincy Lê và em là thành viên của team Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Em là thí sinh được nhận vé vàng của chị Hà. Em cảm thấy em cảm giác mình đã không nỗ lực làm phụ lòng ban giám khảo. Em không có nhiều cơ hội để thực hiện phần thi của mình. Em mong là em sẽ được chị Hoa cho em một cơ hội để em được đi tiếp và thể hiện bản thân của mình nhiều hơn. Em xin hết đó. Cảm ơn. Em vẫn luôn nhớ đến hình ảnh của mình thức sớm đi làm bưng cà phê kiếm tiền để đi thi Hoa hậu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi mà mình đến được với top 20 này. Lúc mà mới bước vào top 30 thì nói là mong rằng sẽ có vô được tập 1, tập 2 loại thôi cũng được. Nhưng mà đến đây rồi thì bây giờ mình đi về cũng không sao hết. Biết như thế nào nhưng mà mong rằng các bạn Hoa hậu đó sẽ dũng cảm và chúc cho mấy bạn thí sinh ở đây có thể là tỏ sáng hết mình và có thể là tìm ra được một Hoa hậu mà không biết như thế nào nhưng mà mong rằng các bạn Hoa hậu đó sẽ dũng cảm như mình. Đã rớt đâu cái bà này? Chưa rớt mà. Dạ. Chưa rớt mà chút gì? Dạ, chút trước là đâu rớt hay sao khỏi. Oh my god, dễ thương quá. Em nghĩ là mình sẽ không đủ điều kiện để mà có thể tiến xa. Chị nghĩ rằng là đã vào đến vòng này thì ai cũng có thế mạnh của mình thì mới có thể vào được đến top 20 với các một cái mùa mà nó quá khắc nghiệt như thế này. Và Quỳnh Hoa, đây là lúc bạn thực hiện nhiệm vụ của mình. Ai sẽ là thí sinh đầu tiên phải ra về? Không biết là các bạn nỗ lực rất là nhiều và ai đến đây cũng đều có niềm đam mê, đều có những cái khát khao, những cái ước mơ của mình. Hoa không muốn là mới tập đầu tiên mình chưa biết nhiều về cái thí sinh đó mà mình đã làm mất đi cơ hội của các bạn. Thì cái quyền lựa chọn của riêng Hoa, Hoa sẽ san đều cho tất cả các ban giám khảo ở đây, là tất cả các ban giám khảo sẽ chọn ra 2 người. Có nghĩa là Hoa đang từ bỏ quyền loại của mình, mời bạn rời khỏi chiếc ghế và các giám khảo sẽ lựa chọn 2 người. Cho ông hiểu được là Hoa đang nghĩ gì. Và anh nhắc Hoa là bạn đang chơi một cái game cho nên bạn phải hết sức tỉnh táo. Bởi vì lần này bạn từ bỏ quyền loại, chưa chắc là vòng sau người khác cũng sẽ tha cho bạn và sẽ từ bỏ quyền loại của họ. 1 hay 2 tập không quan trọng, quan trọng là các bạn ấy vừa thể hiện cái phần thể hiện cuối cùng của các bạn ấy trước mặt tất cả mọi người. Và bạn là một huấn luyện viên, bạn có đầy đủ thực lực, trí tuệ hay là cái nhận thức để đánh giá rằng là ai làm tốt hay là ai không. Đây là một game và chúng ta phải chơi với một sự công tâm và chơi với những cái tinh thần thép. Nếu vậy thì thôi, Hoa sẽ phải chơi rất là công bằng. Và người mà Hoa sẽ chọn loại đầu tiên. Bạn đứng đây và bạn trả lời rất là ấp úng và bạn không có một cái sự thuyết phục đối với Hoa và tất cả các ban giám khảo thì Hoa nghĩ rằng là điều đó cũng là một cái sự lựa chọn rất là công tâm với Quỳnh Hoa. Quincy Lê, bạn sẽ là cái người đầu tiên mà Hoa sẽ lựa chọn. Quincy không xứng đáng để bị lựa chọn là người loại cho ngày hôm nay. Cảm ơn Quincy Lê và chúc em sẽ có thật nhiều những thành công trong cuộc sống. Cảm ơn em. Quincy là một viên ngọc còn thô, rất thô luôn. Và nếu mà Quincy có thời gian được mài dũa cho tinh bạn ấy sẽ là một viên kim cương rất là sáng. Và ngay bây giờ thì các giám khảo sẽ họp quyết định ai sẽ là người tiếp theo phải rời khỏi cuộc chơi. Dù cho ngày hôm nay
có bị loại đi chăng nữa thì mọi thành viên trong team của huấn luyện viên Mai Ngô vẫn sẽ ra về với một ánh mắt hiên ngang, với một đôi vai thẳng và với một cái đầu không bao giờ cúi, bởi vì tụi em đã có vương miện của chính bản thân của mình rồi. I'm not sure if you know how to play this game, but your team has two of the most potential girls to win. You just sent your best one to possibly get eliminated. She's tall, she's beautiful, she's smart. You don't send your best girl to stand there and get eliminated. If she gets eliminated, one of your best girl is out. You can possibly lose. She could represent Vietnam in Miss International Queen. You've made a very big mistake today. Các giám khảo sẽ quyết định ai sẽ là người tiếp theo phải rời khỏi cuộc chơi. Sau khi nghe phần nói cái lý do các bạn nên ở lại thì tất cả các bạn ở đây bạn nào cũng có những cái lý do của mình. Và quyết định của ban giám khảo sẽ dành cho bạn Kha Nữ. Ngày hôm nay team của huấn luyện viên Quỳnh Mai vẫn bảo toàn số lượng và đó là điều mà tụi em cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất. Cảm ơn sự hiện diện của em trong chương trình. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn tất cả mọi người. Và em mong rằng những bạn ở ngoài kia có những ước mơ và không có đủ điều kiện để đến được đây thì các bạn hãy cố gắng và thực hiện được giấc mơ của mình. Và Kha tin rằng các bạn sẽ có thể đứng ở đây và tỏa sáng trong những giây phút ngắn ngủi nhất của cuộc đời mình. Kha xin cảm ơn. Cũng hơi buồn một sáng nhưng mà mình rất là nhớ những cái kỷ niệm cũng như là những cái khoảng thời gian mà mình được gặp những người chị em trong đây, với lại là mình cảm thấy là mình đã rất là may mắn khi mà mình được dừng chân tại top 20. Cảm ơn Kha Nữ và cảm ơn hành trình của em với Miss International Queen Việt Nam. Và chị hy vọng rằng là em sẽ có thật là nhiều sức khỏe, cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Và hãy luôn nhớ về gia đình Miss International Queen Việt Nam nhé. Cảm ơn em. Và mỗi lần Kha Nữ đến làm việc trong team là mọi người đều có tiếng cười, mọi người đều rất là quý bạn. Rất là đáng yêu. Xin mời bạn. Đây sẽ là một cái đề bài mà anh giao cho Châu. Chúc mừng em. Team của Châu mọi người rất là đoàn kết, nên là khi mà hai bạn rời đi thì các bạn còn lại rất là buồn. Mong rằng khi mà mình không còn xuất hiện nữa thì team mình sẽ phát triển và bớt mất thời gian đối với bản thân em nhiều hơn. Dạ, sau chương trình này dự định của em chắc là về quê xong rồi trở về Sài Gòn kiếm tiền cho nữ. Cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương Thiên Ý Phạm Ma khỏe từ gốc đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Jessica Jewelry hào quang thật từ đá quý thật đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Bạch Kim Siam Thái Lan, đơn vị hàng đầu về hút ký mỡ và thẩm mỹ body đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu đầm cưới cao cấp Hashit Kosher, trang sức phụ kiện cưới thiết kế Lê Ngọc Khánh Vi, thương hiệu The Sweet House và thương hiệu giày thiết kế thủ công cao cấp Trini Shoes đã đồng hành cùng chương trình. Ngay từ bây giờ, quý vị khán giả đã có thể bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích bằng cách truy cập website missinternationalqueenvietnam.14.vn và làm theo hướng dẫn. Mỗi phiếu bình chọn có mức phí 5.000 đồng, không giới hạn số lượt bình chọn và số thí sinh bình chọn. Hoặc quý vị có thể vote trên fanpage của chương trình. Thí sinh nhận được nhiều sự bình chọn nhất từ khán giả sẽ có mặt trong đêm chung kết để cạnh tranh ngôi vị Miss International Queen Việt Nam 2023. Chiến thắng sẽ không dành cho người chưa đủ bản lĩnh. Con đường chinh phục chiếc vương miện cao quý sẽ không bao giờ là dễ dàng. Những thử thách trong MAQ sẽ là nơi khiến những cái tên mới phải dừng viết tiếp giấc mơ của mình.
Đón xem tập 3 MAQ Việt Nam 2023 được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2023 trên kênh Hương Giang Entertainment. Đã lột xác các thí sinh của chúng tôi thành những con người diễn lố quá mức trên sàn. Em nghĩ là nên tôn trọng team chiến thắng ngày hôm nay. Em dám thấy Chris và em dám có một ý tưởng rất là táo bạo. Anh tiếc cho em lắm.